Các anh chị em ở trong Zoom ngày hôm nay, chút bữa chiều thì em xin Chiều, lỗi trước, buổi chiều chiều. bữa chiều thật vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, Ok. em tên Nguyễn Thị Nghĩa, hôm nay em 41 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Ok. Rất là tuyệt vời. Nghĩa thì đã dùng sản phẩm từ năm ngoái nữa nhỉ? Dạ. Từ năm ngoái đã có kết quả rất là tốt. Dạ. Và đấy là một trong những cách mà để thử vào chị Trang Đỗ đang muốn tìm hiểu về dòng đồng hành Siri. Ok, rất là tuyệt vời. Xin chào cả nhà. Chị Trang thì vừa làm việc vừa nghe giao lưu một chút. Nghĩa thì đang bên Pháp rồi. Lý Duyên thì đang ở bên Đài Loan. Lý Duyên không mở mic được à? Lý Duyên ơi, Lý Duyên chia sẻ rồi đúng không? Rồi, bạn Nguyễn Thị Ái. Thì bây giờ chúng ta có một hai cái điều để chúng ta nói chuyện với nhau. Ái giới thiệu đi anh. Dạ, em Lúa Thị Ái, em chào anh luôn nè. Rồi. Và mọi người trong Zoom, và em là Võ Thị Ái ở tháp 10 Đồng Tháp. Ok. Em nay 40 tuổi ạ. Ok, mới trải nghiệm sản phẩm ngày hôm qua thôi, mới bắt đầu ngày hôm qua đúng không? Và ngày nay thì đã mình đã gọi là vào đây giao lưu để biết được anh chị em chúng ta khi mà bắt đầu làm CV thì làm từng bước đúng không? Có cái bước, những bước làm CV của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình rất là đơn giản, có chị Trang Đỗ thì đang làm việc này, chị Nguyễn Nghĩa thì đang cũng đang làm việc. Tức là chúng ta làm công việc thứ hai. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với chúng ta cái những bước đi đầu tiên của bạn ở trong những cái bài để chúng ta biết làm những bước đi đầu tiên. Thì Lý Duyên sử dụng sản phẩm rồi này, Nghĩa sử dụng sản phẩm rồi này, có mỗi bạn Ái Kha thôi. Bạn Ái Kha thì mới mới là người biết đến sản phẩm mà mới được sử dụng, cũng dự vài buổi hội thảo rồi, dự vài buổi hội thảo rồi. Thì mình sẽ mở slide, mình sẽ là mở slide cho mọi người nghe. Đó, chắc là mọi người nhìn nhìn thấy slide rồi đúng không Ai Kha? Dạ vâng, em Ừ. thấy. Cái bài 1 ở trong cái CV là cái này là em phải nhớ. Bài 1, 1 là 3 là hai câu hỏi tối quan trọng. Đó. Cái thứ nhất, câu hỏi 1 là sau khi mà ký hợp đồng tư vấn viên và sử dụng sản phẩm chúng ta cần làm gì? Đấy. Câu hỏi 1 là sau khi mà ký hợp đồng và sử dụng sản phẩm thì chúng ta cần làm gì? Đấy, tức là cái câu trả lời đây là giúp bạn và giúp họ có nhanh chóng có tầng 1. Ví dụ như giúp Ái Kha nhanh chóng có tầng 1, giúp Nghĩa nhanh chóng có tầng 1, giúp Lý Duyên nhanh chóng có tầng 1. Đấy. Và cái từ khóa đây là vào số. Tức là tầng 1 là vào số 1. Đúng không? Vậy thì xe máy của Ái thì có mấy số? Xe của em có mấy số? Xe máy, anh hỏi xe máy em hả? Ừ. Em đi xe máy em đi số mấy? Em không nhớ. Em đi xe ga hay là xe số? Dạ em đi xe tay ga. À đấy, xe số thường thường nó có 4 số. Đấy. Vậy thì khi em vào số 1, đi số 1 thì nó có êm không? Dạ không. Rồi, nó giật đúng không? Đấy. Thế thì vào số rồi nhưng mà lại phải sang số cao. Đấy. Tức là
khi mà giúp cho anh giúp cho Nghĩa có tầng 1, tức là Ái là tầng 1 của Nghĩa. Đấy. Thì khi mà có tầng 1 thì nó sẽ đi tầng 1 thì đi nó giật, nó chưa nuột phải sang số cao, tức là đi số 2 hoặc là số 3, số 4 thì cái từ đào sâu đến nền nó cứng, tức là 4. Tức là tầng 4. Tức là Nghĩa là tầng 1 này, rồi đến Ái Kha tầng 2 này, dưới Ái Kha tầng 3 phải tìm xuống dưới nữa, tức là đào sâu đến nền cứng, tức là đào tạo hướng dẫn họ đến tầng 4. Thì cái ý ở đây là vào số, sang số cao và đào sâu trên nền nó cứng là vậy. Vậy khi mà Ái Kha đọc cái cuốn sách mà 10 bài học chi tiết khác ăn là có những cái này. Vậy, cái câu hỏi đầu tiên là câu hỏi 1 này, là sau khi ký hợp đồng và sử dụng sản phẩm thì chúng ta cần làm gì? Đấy, tức là cần tuyển tầng 1. Vậy thì tuyển tầng 1 như thế nào? Thì phải có danh sách người quen đúng không ạ? Đấy, thì cái quyển danh sách người quen thì hôm nay gửi cho anh Kha rồi, anh Kha phải đi in ra nhá. Dạ. Lúc nào có thời gian thì đi in ra. Đấy, và tiếp theo cái thứ hai nữa. Đây, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là đích của một nhà kinh doanh theo mạng CV là gì? Đấy. Cái đích của một nhà kinh doanh theo mạng CV là gì? Tức là vào trong CV và trở thành thủ lĩnh, thầy cô giáo, truyền cảm hứng, thắp sáng ước mơ cho những người tin đi theo mình, dẫn dắt các tư vấn viên vượt qua mọi rào cản để giúp họ đạt được ước mơ. Đấy. Tiền chỉ là phần thưởng. Tiền nó chỉ là phần thưởng thôi. Tức là vào CV đấy, chúng ta vừa là thầy cô giáo. Vậy thì thầy cô giáo vừa là thủ lĩnh, thầy cô giáo thì phải biết bán hàng này. Đó, biết bán hàng này. Rồi là biết hướng dẫn để ký hợp đồng này. Biết hướng dẫn mở Zoom này. Biết hướng dẫn mua hàng online này. Đấy, biết hướng dẫn khách vào OPP như thế nào này. Đấy, thì cái này là cái bài thứ hai. Mà có video học Nghĩa. Cái này chắc là Nghĩa nghe nhiều rồi, đúng không? Đấy, thì trở thành cái đích cuối cùng của một nhà kinh doanh theo mạng là CV là trở thành thầy cô giáo. Trở thành thầy cô giáo, thành thủ lĩnh để truyền cảm hứng, thắp sáng ước mơ cho những người tin yêu theo mình vượt qua mọi rào cản để giúp họ đạt được ước mơ. Tức là thắp sáng ước mơ, tức là khơi gợi ước mơ cho họ. Khơi gợi ước mơ cho họ. Đấy, chúng ta vào đây là nhà là làm nghề kinh doanh chứ không phải là làm con buôn, đúng không ạ? Làm nghề kinh doanh chứ không phải là con buôn. Đấy, thì kinh doanh thì là phải biết làm những cái điều online, như là làm online trên Facebook, đúng không? Đấy, phải biết hướng dẫn người ta live stream trên Facebook, hướng dẫn người ta là danh sách người quen. Đấy, thế thì đây là một trong những cái câu hỏi thứ hai quan trọng nhất cho phần một trong mạng. Là cái đích vào đây là để là trở thành thầy cô giáo, thủ lĩnh. Vậy thầy cô giáo là gì? Thủ lĩnh là gì? Chúng ta phải lại có những đấy nữa. Và đương nhiên tiền nó chỉ là phần thưởng thôi. Cứ làm là sẽ có tiền, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta phải biết được là mở mã số, tự mở mã số cho mình này, mở mã số cho khách hàng này. Ví dụ như sau này là Ái Kha sẽ huynh sẽ dẫn Ái Kha trực tiếp mở mã số cho người dưới, hoặc là Ái Kha sẽ gửi cái đường link của Ái Kha cho người khác, người ta mở mã số. Đấy là những người trẻ. Còn những người mà không mở được thì mình phải mở hộ, đúng không? Sau đó hướng dẫn dần dần. Đấy, thì cái câu hỏi thứ hai là cái đích cuối cùng của một nhà kinh doanh theo mạng của CV là như vậy. Vậy thì đây, tại sao CV trả tiền cho bạn? Đấy, chúng ta phải có cái này. Tại sao CV trả tiền cho bạn? Cái câu này nó rất là hay. Tức là CV không trả tiền cho bán buôn, bán lẻ, quảng cáo, tiếp thị. Đấy, hay là khuyến mại. Đây là bán buôn này, bán lẻ này, rồi quảng cáo, tiếp thị này, rồi là bán lẻ này. Đấy, bán buôn, bán lẻ. Thì nhà sản xuất CV, ai cũng vậy, và đến tay người tiêu dùng, đây là kinh doanh truyền thống,
là có tổng đại lý này, đại lý lớn này, đại lý nhỏ này, cửa hàng bán lẻ đến tay người tiêu dùng. Đấy, thì Siri sẽ cắt bỏ toàn bộ cái phần này, không có quảng cáo trên TV, không có đại lý lớn, không có đại lý nhỏ, không có cửa hàng, mà chỉ duy nhất là có kho hàng của Siri thôi, từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng là do cái hệ thống của chúng ta, đúng không? Và hệ thống của chúng ta là những người sử dụng sản phẩm, yêu sản phẩm đi chia sẻ bằng truyền miệng. Đấy, Siri trả tiền cho chúng ta bằng cách là dù sử dụng sản phẩm, yêu sản phẩm, đi chia sẻ sản phẩm bằng cách truyền miệng. Đấy, thì đấy là những cái mà hôm nay có ai, những ai ở đây chia sẻ hiểu phần này chia sẻ thế nào. À, có Kim Thoa. Đấy, có Kim Thoa, có Âu Thanh Tuấn. À, xin chào cả nhà. À, ai Kha có hiểu về cái vấn đề mà tại sao Siri trả tiền cho bạn chưa? Bây giờ em biết kinh doanh truyền thống nó khác với kinh doanh thương mại như thế nào chưa? Anh Kha đã hiểu chưa? Dạ, à, em hiểu cũng không rõ lắm. À, chưa rõ lắm đúng không? Một lần em chưa có rõ lắm. Ừ, đấy. Thế thì Lý Duyên đã hiểu là tại sao Siri trả tiền cho mình. Lý Duyên so sánh kinh doanh truyền thống với kinh doanh của Siri xem nào, để cho bạn Anh Kha hiểu nào. À, tại sao Siri trả tiền cho mình là để 80% học tập và đào tạo, và học tập và để mình đào tạo tuyển dụng những tầng dưới của mình, và mình đào tạo những tầng dưới của mình làm theo như mình, và 18% là tuyển dụng và 2% là bán hàng. Ok, cái đấy thì rất là đúng, cái đấy thì anh cũng đồng ý với em như vậy. Nhưng mà anh đang nói với em là phải so sánh giữa kinh doanh truyền thống và kinh doanh MLM cơ. Đã so sánh giữa kinh doanh truyền thống với kinh doanh MLM là mình, sự khác biệt giữa kinh doanh truyền thống với MLM là mình không cần phải ôm hàng, không cần phải đi cầm hàng, đi giao bán ở ngoài đường giới thiệu, mà mình sẽ chia sẻ trực tiếp, bán thông tin đến người tiêu dùng. Rất là đúng, đúng không ạ? Tức là đây là một trong những cái cách mà kinh doanh truyền thống họ hay làm. Đấy, tức là ví dụ như là họ sản xuất ra một chai nước, đúng không? Thì có tổng đại lý, cái người mà người ta đi buôn ấy, ta lên tổng đại lý, ta đến buôn, ta bán cho đại lý lớn lại lấy nước bán cho đại lý nhỏ đến bán cho các cửa hàng bán lẻ. Thì đấy, vậy nên mỗi một lần qua một cái đại lý này thì nó sẽ tăng giá, đội giá lên, đúng không? Ví dụ như nhà một cái chai nước Lavi đấy, người ta sản xuất, người ta bảo có mấy trăm đồng thôi, đúng không ạ? Mấy trăm đồng chưa đến 1.000, nhưng mà khi mua tổng đại lý lớn 1.000 chẳng hạn, mua đại lý lớn nhỏ nữa là khoảng 1.000-2.500 chẳng hạn, mua đại lý nhỏ khoảng 3.000, đúng không? Và mua cửa hàng bán lẻ chúng ta thường mua 5.000 hay là 3.000 một chai nước đấy, hoặc là Huy mua ở trên các cái khu resort, hôm vừa đi ở trên đỉnh của Phan Xi Păng đấy là 25.000 chai nước Lavi. Đấy thì nó đội giá ra như vậy, đúng không ạ? Đấy thì cái phần quảng cáo bán lẻ bán buôn này thì họ trả cho các cái đại lý đội giá lên, nhưng ở Siri thì từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng nó không có tổng đại lý, nó bỏ qua cái khâu này, nó bỏ khâu tiếp thị quảng cáo bán buôn bán lẻ đi, đúng không ạ? Vì chai Lavi người ta quảng cáo ở trên truyền hình đấy, thì mình uống là mình phải trả, mà mình uống mình phải trả. Thế mà ở Siri thì họ không quảng cáo, không có bán lẻ bán buôn, nhưng mà cái 30-40% này người ta trích cái phần mà chi cho quảng cáo bán lẻ bán buôn đấy để chi cho đội ngũ của bạn. Đấy, ví dụ như sau này Ái Kha hoặc là Lý Duyên tuyển ra một đội ngũ đấy. Đấy thì quan trọng cái số lượng cái đội ngũ của bạn đấy, tiêu dùng hàng bao nhiêu. Đấy, thì nó là tính vào doanh số từ mình trở xuống, tính doanh số của mình xuống, và họ trả cho cái đội ngũ đấy từ 3-40%, đúng không? Và trong sơ đồ kinh doanh của chúng ta thì từ 8-37% đấy, 25% là trước thuế của đơn hàng cá nhân, còn 8-37% về diện hệ thống. Thì đấy, thì CV chúng ta là ai quảng cáo ạ? CV chúng ta là ai quảng cáo? Lý Duyên.
Ai quảng cáo, ai tiếp thị? Là chúng ta. Đúng rồi, là mỗi chúng ta. Đấy, là mỗi chúng ta vậy. CV trả tiền cho chúng ta là trả tiền cho những người tin yêu sản phẩm. Đúng không? Tin yêu sản phẩm. Đấy. Đây, CV trả tiền cho người sử dụng sản phẩm này, yêu sản phẩm và đi chia sẻ truyền miệng. Đấy, anh Kha hình dung ra chưa? Dạ, em hiểu. Đấy, đấy, bây giờ nhá, là từ chúng ta trở xuống, những ai mà dùng sản phẩm, yêu sản phẩm, tin yêu đi sản phẩm và chia sẻ cho những người mà xung quanh chúng ta, hoặc là ở trên Zalo hoặc trên Facebook. Đấy, ngày nay chúng ta thường làm trên Facebook mà, để là không giới hạn cái địa lý, cái thời gian, đỡ chi phí tốn kém. Thì chia sẻ như vậy mà khi các bạn tin. Đấy, mà nhưng mà bằng cách chia sẻ là bằng cách đưa đến hệ thống, đưa đội ngũ, Ai Kha đưa người cho Huynh giúp, đúng không ạ? Giống như bạn Nghĩa đấy, đưa Ai Kha đến Huynh giúp, rồi là sau này Nghĩa có lên đến tư vấn viên trưởng nhà tư vấn chuyên nghiệp rồi, thì Nghĩa sẽ đứng lên làm tổ chức riêng của mình, hoặc là vẫn những có cái buổi mà ví dụ tối nay thứ tư này của hệ thống S9 thì vẫn học chung, còn không thì đào tạo riêng. Đấy, sau này lớn lấy chồng tự lo cuộc sống của mình nhá. Đấy, ví dụ như vậy. Ai Kha cũng vậy, học tập huấn luyện ngày đêm, học tập này, sau đó tích lại kiến thức này, huấn luyện lại này đội ngũ của mình. Đấy, thì đấy là cái cách mà CV trả tiền cho chúng ta là như vậy. CV trả tiền cho chúng ta là như vậy. Đấy, thì Huynh hiểu rõ là tại sao mà kinh doanh truyền thống và kinh doanh LLM nó khác nhau. Kinh doanh LLM là không có đại lý lớn, đại lý nhỏ, không có quảng báo, không có tiếp thị, mà bán do cái hệ thống của chúng ta tạo lên. Đấy, hệ thống cấp số nhân đấy, đúng không ạ? Đây, và cái câu hỏi thứ hai là tại sao CV trả tiền cho bạn? Đây này, CV không trả tiền cho bán buôn, bán lẻ, quảng cáo. Đấy, và cái câu thứ hai là câu hỏi hai là cái đích, à, cái câu cái thứ hai đây là CV trả tiền cho chúng ta là nhà đào tạo và huấn luyện là một việc giống nhau. Đào tạo, huấn luyện nhiều người làm một việc giống nhau. Chúng ta biết được là bây giờ anh cũng đào tạo Nghĩa, chia sẻ cho Nghĩa cũng vậy. Nghĩa đến chia sẻ cho Lý Duyên cũng vậy. Lý Duyên sau này cũng chia sẻ cho người khác cũng vậy. Tức là đào tạo, huấn luyện nhiều người làm một việc giống nhau. Đấy. Bây giờ Nghĩa mà muốn có nhiều tiền ở CV thì Nghĩa phải tuyển nhiều tầng 1. Đấy, và Nghĩa cũng giúp cho Ai Kha tuyển nhiều tầng 1. Đấy. Rồi là Lý Duyên cũng giúp cho Lý Duyên tuyển nhiều tầng 1 và giúp cho các tầng 1 của Lý Duyên tuyển nhiều tầng 1. Đấy, thì đấy là gọi là huấn luyện và đào tạo nhiều người làm một việc giống nhau. Đấy. Thế thì 80%, ở đây là 80% học và đào tạo. Đấy, tức là CV trả tiền cho chúng ta để 80% học và đào tạo. Đấy. Và tuyển dụng 18%, bán hàng chỉ có 2% thôi. Ở đây nó bán hàng rất là ít. Chỉ cần 100 điểm. À, sơ đồ kinh doanh là 100 điểm là doanh số cá nhân ấy, là được hưởng hệ thống. Là được hưởng hệ thống. Đấy. Vậy thì đây là kinh doanh thông minh. Kinh doanh LLM là kinh doanh thông minh. Đấy. Ai Kha nhìn rõ không? Dạ rõ. À, ok. Vì anh bật điện ít cho nên anh sợ mọi người không nhìn rõ. Đấy, thì đây là gọi là kinh doanh thông minh. Thì cái câu, cái bài thứ hai là tại sao CV trả tiền cho bạn? Đấy, thì nó có cái một là CV không trả tiền cho bán buôn, bán lẻ, quảng cáo, tiếp thị, đúng không ạ? Và hai là CV trả tiền cho những người mà học tập này và hướng dẫn và đào tạo người khác. Đấy, 80% rồi, 18% chúng ta đi tuyển dụng. Chúng ta đi tuyển dụng những người làm việc. Trên hành trình chúng ta đi tuyển dụng người làm việc, nếu những người mà chúng ta chia sẻ ấy, hoặc là kết nối đấy, người ta không làm việc thì mình chia sẻ sản phẩm cho họ. Vì ai cũng có cần sức khỏe, ai cũng cần làm sao phòng bệnh, đúng không ạ? Nam thì cần cứng chỗ đó và có chỗ đứng, và nữ thì cần điện nước đầy đủ, đúng không? Đấy, nắng bốn mùa như thế là
bốn mùa đều nạp tỏa nắng đúng không? Đấy là về nữ thì ai cũng cần, trẻ con cũng có sản phẩm của trẻ con, người già có sản phẩm người già, bà bầu có sản phẩm của bà bầu. Đấy, thì đấy là cái bài thứ hai. Đây cái bài số 3 này là sức mạnh của cấp số nhân. Đấy, sức mạnh của cấp số nhân, ví dụ đây là F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. F nó giống như là Covid ấy, đúng không ạ? À, hình dung lại cho nó dễ. F giống Covid. F1 là tầng 1. Ví dụ như chúng ta tuyển được 2 người, đúng không? Thì sau đó mỗi người tuyển được 2 người thì nó nhân lên tầng 7, nó có 128 người thôi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta tuyển nhích lên một chút nữa, tuyển 3 tầng 1. Đấy. Ví dụ như bằng nghĩa bây giờ đấy là cũng mới có bạn Ái với bạn Huệ, đúng không? Thì bạn Huệ thì hôm nay chưa liên lạc được, chắc là hôm nay là có phải là bán hàng chưa. Đấy, nếu mà nhích lên một chút nữa tầng 3 thì xuống đến tầng 7 chúng ta có 2000 là gì ạ? 187 rồi. Nhưng mà 4 người thì sao? 4 người xuống đến tầng chỉ cần tầng 5 thôi thì đã có 1024 người rồi, tầng 6 là 4000 người rồi, tầng 7 là 16000 người rồi. Nhưng mà nhích lên một chút nữa chúng ta tuyển 5 người. Chúng ta tuyển 5 người thì 5 năm đến năm 25, mỗi người 5 người. Cứ mỗi người 5 người thì cần xuống đến tầng 5 thôi. 1, 2, 3, 4, 5 thì bạn đã lên thủ lĩnh quốc tế rồi. Đấy, 5 người tức là 3.125 người thế này. Đấy, 3.125 người, mỗi người 5 người thôi. Thì 3.125 người mà nhân với 2.6 triệu, 2.6 triệu là 100 điểm đấy. Đấy, thì chúng ta biết được là chúng ta đã có bao nhiêu tiền một tháng rồi, đúng không? 3.125 người nhân với 2.6 triệu thì bằng bao nhiêu tiền? Được nha, anh Huy nhân cho thử nha. 3.125 nhân với 2.6 triệu, đấy bằng 8.1 rồi. Doanh thu của chúng ta là ra 8.1 một tháng. Đấy, vậy thì 8.1 một tháng là thu nhập của bạn là 200 triệu một tháng. Tức là bằng với danh hiệu của Huynh bây giờ là thủ lĩnh quốc gia đấy. Hơn 200 triệu một tháng. Vậy thì đây là một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy thì xem đến năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, Huynh là hơn 3 năm rưỡi đã xong cái doanh nghiệp rồi. Đã được hơn 3.000 người rồi. Đúng không? Đã lên thủ lĩnh quốc gia rồi. Vậy những người mà làm bây giờ vào sau Huynh huấn luyện và đào tạo chắc chắn nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Chắc chắn sẽ nhanh hơn Huynh ngày xưa rất là nhiều. Vậy cho nên là chúng ta phải ngày đêm học tập huấn luyện và đào tạo những con người mới không biết cái gì mà hỏi. Đây là sức mạnh của cấp số nhân. Đấy là xong ba cái bài tư duy, là chúng ta vào đây là trở thành thầy cô giáo. Đấy, trở thành thầy cô giáo chứ không phải là trở thành người đi buôn nhá, con buôn khác. Đấy, trở thành thầy cô giáo và chúng ta dùng sản phẩm, tin kết quả của mình, yêu sản phẩm và đã bắt đầu đi chia sẻ tìm người kinh doanh, đúng không? Hôm nay có chị Tuyết ở Hải Phòng này, Kim Thoa này, Nguyễn Lan Anh ở Vĩnh Phúc này, đúng không? Thủ lĩnh Phạm Chí Cần nữa này. Đấy. À, Huynh ơi, bạn Kim Thoa đấy là tầng dưới tầng F2 của em. Ok. Bạn mới ký hợp đồng, mới tham gia được 5 ngày. Ok. Xin mời những người mới, Huynh dành cho chúng ta những người mới. Huynh dành những người mới nào. Để giao lưu. Đang bạn đi ra làm thẻ ngân hàng cho nên là bạn. Ok. Xin mời Kim Thoa mở mic chia sẻ. Học đồng á là 7 triệu. Nhưng mà 1 triệu này là con phải. Kim Thoa nói đi. Anh mở mic. Dạ. Em chào tất cả mọi người trong nhóm F9 F69 nha. Vâng. Kim Thoa đã có tai nghe không? Dạ em không có nghe tai nghe à. Ừ. Chuyện nghe. Ấm một cái tai nghe là một, cái thứ hai nữa là lúc nào học thì ngồi chỗ yên tĩnh nhé. Để có tiếng ngồi mà ok. Rồi, chúc Kim Thoa thành công với Siri nhá. Đấy,
Đúng rồi, em đứng cái chỗ đấy thì nó sẽ yên tĩnh hơn. Đấy. Dạ, tại có đến dần bên. Ok, rất là tuyệt vời. Chúng ta phải có những cái chỗ mà yên tĩnh và có tai nghe và sách bút để học, dạ, đúng không? Vì chúng ta học để kiếm tiền mà. Nếu mà chúng ta nằm chúng ta học ấy, thì tiền nó không nó chỉ đến như là nằm thôi, đúng không ạ? Đấy. Dạ. Thì đấy là một trong những cái cách mà chúng ta phải học. Xin Kim Thoa là đang ở Sài Gòn à hay ở đâu? Dạ em ở Hậu Giang anh. À, thị trường Hậu Giang. Chúc mừng. Dạ. Thị trường Hậu Giang. Vâng. À, Kim Thoa sử dụng sản phẩm chưa? Dạ em chưa, tại em còn phải đi đăng ký thẻ thanh toán online anh. À, bây giờ đi đăng ký. Bây giờ như này. Rất đơn giản là Kim Thoa mở cửa hàng, mở đợi trong cái thời gian đăng ký như vậy ấy, thì Kim Thoa vẫn chọn sản phẩm và chuyển tiền qua những cái người nào người ta có thẻ người ta mua hộ. Đấy, thì trong cái thời gian mà đợi sản phẩm về thì mình mới đi làm thẻ ngân hàng nhá. Thì em có thẻ rồi nhưng mà phải đi chỉ là đi đăng ký để chuyển online, chuyển trực tuyến thôi anh ơi. À vậy thì đơn giản. Vậy thì dạ, em có muốn sử dụng sản phẩm sớm không, anh bày cách cho. Dạ anh chỉ em. Đơn giản như này, em có mã số rồi đúng không? Dạ. Ừ. Vậy thì bây giờ em chọn sản phẩm. Xong bắt đầu là bạn Điệp ấy. Trong nhánh bạn Điệp, bạn Điệp là bạn ấy có bạn mua được hàng online. Nếu mà thẻ của bạn ấy mua được online thì em là biết bạn Điệp rồi đúng không? Dạ đúng, biết ạ. Đúng rồi. Đấy thì em mua bao nhiêu sản phẩm thì có số tiền rồi đấy. Vậy em chuyển tiền từ thẻ của em sang thẻ bạn Điệp. Bạn Điệp mua cho giúp em lần đầu tiên gửi về cho em. Đúng không? Dạ. Đấy, và trong cái thời gian em chờ đợi sản phẩm đấy thì em lên ngân hàng đăng ký dịch vụ online thì nó rất là dễ. Đấy. Dạ. Thì không có đến lúc mà đợi em đăng ký được thì nó rất là lâu. Thì trong cái thời gian mà em chờ đợi như vậy thì em mua sản phẩm nhờ bạn Điệp mua giúp. Đúng không ạ? Em chuyển tiền vào tài khoản của bạn Điệp. Bao nhiêu tiền mua nhìn thấy ở trên cây đấy. Vậy xong bắt đầu là em thấy đợi sản phẩm về thì em đăng ký ngân hàng. Thì lúc đấy sản phẩm nó về rồi thì em trải nghiệm sản phẩm tốt. Ở mình trải nghiệm sản phẩm càng nhanh càng tốt. Niềm tin nhanh thì tiền nó sẽ đến nhanh. Mình chia sẻ nhanh mà. Ok, chúc mừng Kim Thoa nhá. Sẽ làm cái đấy. Đấy, cái cách đấy là được sản phẩm uống sản phẩm rất là nhanh. Rồi, đúng là tuyệt vời. Chúng ta còn ai là người mới thì mở mic để giao lưu nữa không ạ? Lê Chị Hằng Thoa. À, bác Thoa mở mic nào. Bác Thoa biết mở mic không? Hello. Vâng, chị giao lưu chia sẻ đi. Chào thủ lĩnh và các bạn cùng Zoom ạ. Vâng. Mình vào, mình được giới thiệu sản phẩm và vào cũng được một tháng rồi ạ. Vâng. Vâng, mình cũng đã dùng sản phẩm và cũng bắt đầu giới thiệu sản phẩm cho người khác quan tâm. Vâng. Vâng. Vậy là ở đâu hả bác? Chị ở đâu? Mình ở Hà Nội ạ. Vâng. Ở trong chỗ độ của Ly đúng không ạ? Vâng ạ, đúng rồi ạ. Vâng. À, chị được tuyển được mấy tầng một rồi, mấy người kinh doanh rồi? Chưa tuyển mà mình mới giới thiệu sản phẩm thôi. Vâng. Thực ra này cũng giới thiệu người nhưng mà họ chưa quan tâm, họ chưa roi vào. Ok đúng không ạ? À. Bây giờ chị có muốn em hướng dẫn cái cách mà cho họ roi vào không? Có. Đấy. Đấy. Đấy, cái cách mà để họ roi vào với là để học hỏi với là giỏi đúng không ạ? Đúng. Đấy, rồi. Thì bây giờ Lý Duyên như nào? Lý Duyên có thể mở mic ra nói là làm sao để cho tư vấn viên của mình roi nào? Hướng dẫn được không? Lý Duyên có hướng dẫn được không? Dạ, anh... À, được rồi, thôi được rồi. Lý Duyên đang bận thì thôi, ok. Bây giờ Ái Kha nào, làm sao để cho Ái Kha thì chưa có tầng 1 đúng không? Nghĩa nào, làm sao để cho các đội nhóm của mình vào học? Dạ em chào tất cả
anh chị xin vô mọi người. À, làm sao để cho đội nhóm mình học thì mình vô học ngày nào mình cũng phải vô học để mình dẫn dẫn dắt người ta thì mình phải làm chủ bản thân mình trước, làm gương trước người ta sẽ, dạ cảm ơn anh, lại làm gương mình trước cho nên người ta mới theo mình, người ta mới thấy mình làm gương vậy người ta mới theo mình học hỏi, chứ mình nhiều khi mình bỏ học hay là như thế nào người ta cũng làm như thế đó thôi. Thì mình là người dẫn dắt mà. Đúng rồi, rất là tuyệt vời, rất là cảm ơn bạn Nghĩa. Tức là mình phải làm gương trước. Đấy, khi mà chúng ta làm gương ấy, chúng ta dùng sản phẩm đúng đủ đều, đúng không? Chúng ta đi tuyển dụng, chúng ta có cái nhóm riêng của chúng ta. Nếu chúng ta đi tuyển dụng thì chúng ta có kết quả chúng ta cũng chia sẻ lên, đúng không? Chúng ta mà dùng sản phẩm đúng đủ đều chúng ta cũng chia sẻ lên cho mọi người. Đấy, và bản thân chúng ta phải làm gương, phải vào học trước. Học và phải ngồi nghiêm túc, có sách bút. Đấy, đấy là cách mà để chúng ta chị Thoa nhé. Và cái quan trọng hơn nữa, cái quan trọng hơn nữa là mình phải cho họ nhìn thấy được kết quả, cái kế hoạch về tài chính của họ trong Sibri. Ví dụ như bây giờ họ đang làm là họ đang kiếm 5 triệu một tháng hay là 10 triệu một tháng, họ đang kiếm 5 triệu đi, thì mình phải cho họ biết là vào đây làm thế nào họ để được 10 triệu. Mà ở ngoài người ta đang kiếm 10 triệu một tháng thì mình phải cho người ta biết là vào đây là sẽ làm thế nào được kiếm được 15-20 triệu. Tức là cho nó vừa tới thôi, đừng cho quá là họ sợ. Ví dụ những cái người mà đang kiếm 10 triệu mà bảo vào đây kiếm 200-300 triệu là người ta sợ, đúng không ạ? Người ta không tin. Vậy những người đang kiếm 10 triệu thì mình nói với cơ hội là kiếm gấp đôi lên. Ở đây có cái cơ hội kiếm 20 triệu, bạn muốn thì mình cái buổi này người ta dạy nên mình như vậy và mình vẽ cho người ta nghe xem, xong bắt đầu là bạn ở đây học để có tiền và CV trả tiền cho bạn là để bạn học rồi bạn hướng dẫn cho người khác. Đấy, vậy thì mình thì cho họ nhìn được cái kế hoạch tài chính của họ trong này thì họ mới vào học, đúng không ạ? Và mình là người làm gương, mình là người làm gương, đúng không Nguyễn Lan Anh? Đúng rồi. Lan Anh, kế hoạch tháng này của Lan Anh là tư vấn viên ca mấy? Ừ, đấy. Thì ca mấy? Lan Anh nhớ là biết ca mấy chưa? Em đang có sự trợ giúp của anh. Lan Anh nói to lên thế nào? Em đang có sự trợ giúp muốn nhờ anh giúp ạ. À, em nói đi. Em có một người cũng là hôm qua anh Điệp cũng tư vấn rồi, là một thầy giáo, cũng muốn anh sắp xếp thời gian để anh giúp em ạ. À, sắp xếp thời gian là như nào? Tức là anh có buổi OBP 11 đấy ạ, 21 ạ. À, hôm qua Điệp OBP rồi đúng không? Vâng. À, Điệp OBP rồi thì bây giờ hỏi cảm nhận thôi, chứ cần gì phải OBP nữa. Sáng nay có mời thầy giáo vào nghe không? Sáng nay thầy giáo bận ạ. Ừ, thế chiều nay thầy giáo có vào đây không? Dạ không ạ. Ừ, thế không cho vào để anh giúp luôn. Vâng, để em gọi xong có được không ạ? Ừ, đúng không ạ? Vâng ạ. Cần gì thì vâng OP nữa. Vâng ạ. Ok. À, vậy thì đây là các cái bước mà để chúng ta hiểu là tại sao chúng ta phải học, đúng không ạ? Đấy. Thứ nhất là chúng ta phải làm gương. Nếu đội ngũ chúng ta mà không vào học, đúng không? Mà chúng ta phải biết được là cái người này người ta xác định với CV có cam kết không? Thì Thoa nhá, họ có cam kết với CV không? Đấy, nếu cam kết thì chúng ta vì bỏ thời gian chúng ta dẫn dắt, hướng dẫn. Chứ không cam kết mà chúng ta cứ hướng dẫn người ta nó phí thời gian, đúng không? Đấy, đấy là cái mà mình chia sẻ cho mọi người. Đấy là ba cái bài để chúng ta biết được. Nào, cái bài tiếp theo nhá. Bài tiếp theo. Đây là những bước đi đầu tiên đây. Những bước đi đầu tiên. Vậy thì cái bước đi được thứ nhất ấy, đây là ngôi nhà doanh nghiệp. Đúng không? Đầu tiên chúng ta phải xây dựng lòng tin vào sản phẩm. Ở đây thì đa số là biết hết rồi. Chỉ có mỗi bạn là Võ Ái Kha này, Võ Thị Ái này, và bạn mới của chúng ta nữa
Đó. Bạn mới là bạn Kim Thoa. Đấy, là hai người bạn mới ở đây. Là một bạn thì mới dùng sản phẩm hôm qua, một bạn thì đang trên dùng sản phẩm. Thì chúng ta phải hiểu được cái này. Chúng ta phải hiểu cái này. Đây là ngôi nhà doanh nghiệp. Tức là bước 1 này, bước 2, bước 3. Người mới chỉ làm 3 cái bước này thôi. Đó, anh Kha nhớ nhá và Kim Thoa nhớ nhá. Tức là cái bước đầu tiên là phải xây dựng lòng tin vào sản phẩm. Đấy, xây một cái nhà nhiều tầng. Nếu cái móng nó không tốt thì nó sẽ sập, đúng không? Và bao giờ cũng xây lần lượt từ tầng xây móng trước, xong xây tầng 1, xây tầng 2, đến tầng 3, đúng không? Vậy thì cái bước số 1 là xây móng, tức là sử dụng sản phẩm đúng đủ đều là 3D. Thứ hai là học và xem tài liệu, đúng không? Cái thứ ba là chứng kiến ở trong những cái buổi hội thảo đấy, người ta chia sẻ kết quả sản phẩm của người ta đấy. Và quan trọng cái lòng tin này này, càng tin nhanh bao nhiêu thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ càng sớm phát triển bấy nhiêu. Đấy, và quan trọng chúng ta khi tin chúng ta sẽ chia sẻ được cho người khác, nó tự tin hơn và người ta sẽ tin mình hơn. Đấy. Và bước thứ hai là lập danh sách người quen. À, hiện nay ở đây trong có ai có danh sách người quen rồi nhỉ? Kiểm tra danh sách người quen tí nào. À, Nghĩa danh sách người quen đâu? Dơ xem nào. Dơ danh sách người quen nào. Lý Duyên nào. Đâu, quyển danh sách người quen đâu? À, đấy, Nghĩa là danh sách người quen bằng bằng cái đấy đúng không? Thế là anh Nghĩa anh gửi photo cho không photo à? Nghĩa mở mic nào, Nghĩa mở mic nào. Hôm bữa em anh gửi cho em là ở trong mùa dịch, anh em không dám đi ra ngoài được, cho nên nhà em có máy in mà em sợ hết mực cho mấy nhóc em học cũng chưa in ra được. Ok. Rồi. Dạ. Vì vậy thì ở trong quyển người quen ấy nó có những cái bài rất là hay, em mở ra em đọc nhá, anh gửi cho em rồi đấy. Dạ dạ. Ừ, ok. Dạ, Lý Duyên đâu? Lý Duyên danh sách người quen của Lý Duyên đâu? Em đang trong mùa dịch em chưa đi photo được anh. Vậy cái quyển đâu? Quyển danh sách người quen đâu? Ừ. Quyển sách danh sách người quen đâu? Không photo được thì phải ghi vào giấy chứ. Em chưa ghi. Đấy. Vậy nếu mà không có danh sách người quen nó gọi là danh sách người quên. Sẽ quên hết đúng không? Đấy. Chị hai người chưa có này. Nghĩa thì có rồi nhưng mà là bằng quyển sách kia thôi. Chị Tuyết ở bên chị Tuyết có chưa? Ok. Chị chào cả nhà nha. Chị đang lúc nuôi em bé á, ở bên đây chị không có thể nào mà. Ấy là chị cũng chưa có thấy cái danh sách người quen nhưng mà chị tự viết ra vở, chị viết ở trong phòng á. Bây giờ đang đưa là cháu. Có rồi đúng không? Ok, bây có giờ rồi. Đang vừa đưa cháu vừa học. Dạ. Ok, rất là tuyệt vời đấy. Đấy là bà ngoại đấy. Bà ngoại vừa nuôi cháu vừa học ở bên Malai đúng không chị nhỉ? Cháu dạo này nó khó quá. Cũng ở bên đâu nhỉ? Cũng bị thiếu sót. Chị ở bên Malai à? Malaysia. Đúng rồi. Cùng với Lý Duyên đấy. Hai người bên Malaysia. Chị Thoa có danh sách người quen chưa? Chị Thoa. Chị Lê Hằng Thoa có danh sách người quen chưa? Có nhưng mà không để ở đây ạ. Vào giúp là có quyển in rồi đúng không? Không, mình viết tay. Sao lại không có quyển in? chưa. Bảo bạn Ly chuyển cho cái danh sách người quen để đi in nhá. Chưa dùng cái in. Vâng, phải in danh sách người quen. Vì cái quyển danh sách người quen ấy nó còn có rất nhiều cái bí quyết ghi ở trong đấy. Vâng, nó có rất nhiều cái bí quyết ghi ở trong đấy để chúng ta cần học đọc nữa. Vâng. Đấy, đấy. Và Hằng Thoa, Kim Thoa thì cũng bảo các bạn gửi cái danh sách người quen để đi photo nhá. Dạ. Ừ. Đấy, bảo các bạn gửi cho danh sách người quen để đi photo. Thì đấy là cái vốn của chúng ta. Nếu chúng ta không có danh sách người quen ấy, đây danh sách người quen của Huynh đây. Đấy. Có đọc sứ mệnh của chúng ta là gì. Rồi là rất nhiều. Ai Kha đã đọc thử cái này chưa? Tối nay sẽ vô sách đọc anh.
Lúc mà anh gửi cho em ở trong Zalo đấy, em đã bấm em đọc thử chưa? Em mở ra được không? Chưa, em chưa mở được. Em định đợi em gái em đi học về em cho nó mở giùm em. Em thấy em mở không được rồi, em sợ em nhấn hơi mất. Cứ bấm nó vào là mở được mà. Chắc là máy chưa tải được thôi. Tại hồi nãy máy của em nó bị nóng, cứ đụng tới là nó mất chứ hết trơn à. À đấy. Thì cứ em tới. À, ở trong này nó có những cái câu là những bước đi nhỏ thành công lớn. Đấy. Hay là chiến lược kinh doanh theo mức độ quan trọng. Hay là tự nhắc nhở mình và kỷ luật với chính mình hàng ngày. Ở trong này nó có những cái từ rất là hay. Đấy, những cái câu rất là hay. Hay là bạn sẽ tìm khách hàng và tư vấn viên tiềm năng ở đâu. Đấy, trong này nó họ cái quyển này là ngoài danh sách người quen nó còn vốn kinh doanh của chúng ta, nó gọi là vốn. Cái ngành kinh doanh nhanh này là đại diện, danh sách người quen là đại diện cho tiền, đại diện cho vốn của chúng ta. Còn kinh doanh truyền thống thì nhà tiền là đại diện cho vốn. Nhưng mà đây là quyển danh sách người quen này, ai mà có quyển nghiêm túc này ấy, thì sẽ thành công, đúng không? Chỉ cần làm danh sách người quen 200 người nghiêm túc thôi. Đấy, thì đã là thành công trong cái ngành này rồi. Đấy là cái bước đầu tiên chúng ta cần học, cần có danh sách người quen. Đúng không ạ? Đấy, vậy thì đấy là một trong những cái mà Huynh muốn hướng dẫn cho chúng ta, cái danh sách người quen. Ví dụ như anh Nguyễn Khắc Sơn với lại chị Loan với lại anh Tam chắc có danh sách người quen rồi, đúng không ạ? Những người vào một thời gian này chắc chắn đã có hết rồi. Đấy. Ở đây có một số bạn nữa. Bạn không tắt mic, không tiện tắt mic. Thì đấy là cái cách mà làm sao để chúng ta, đây là cái vốn, vốn của danh sách người quen nhá. Đấy, vậy thì khi mà lập danh sách người quen rồi ấy, thì trong cái cách làm việc với danh sách người quen như thế nào? Đấy, bây giờ cách làm việc với danh sách người quen như thế nào? Xin mời bạn Nghĩa bên Pháp này. Cái cách làm việc với danh sách người quen như thế nào? Dạ, cách làm việc với danh sách người quen thì mỗi ngày mình gọi điện 3 đến 5 người. 3 người thì chia sẻ sản phẩm và 2 người chia sẻ kinh doanh. Tức là bây giờ như này, ghi danh sách người quen theo thị trường mục tiêu. Nghĩa hiểu không? Dạ. Đấy. Thì thị trường mục tiêu của Nghĩa là thị trường mục tiêu gì Nghĩa biết rồi đúng không? Dạ dạ, biết rồi. Nhắc lại thị trường mục tiêu của Nghĩa xem nào. Thị trường mục tiêu của em là bên kinh doanh online, bà chủ ông chủ solo là làm công ăn lương. Đấy, đúng rồi đấy. Đấy là em phải ghi ra mỗi một cái thị trường mục tiêu đấy là một trang hoặc là hai trang thì đấy là một thị trường mục tiêu. Đấy, và cái cách làm việc với danh sách người quen là chia sẻ, nhưng mà phải làm bạn với họ trước đúng không? Dạ, dạ. Làm bạn để làm gì em biết không? Để biết người ta có cái màu tính cách của người ta. Làm bạn để biết tính cách là một, để tìm cái gì? Tìm sở thích thôi. Tìm nhu cầu. Sở thích và tìm điểm G, đúng không? Điểm G. Nỗi đau và đúng rồi. Đúng rồi, điểm T là nỗi đau, để tìm làm bạn với họ để biết họ có nhu cầu gì, có sở thích gì, dạ, hay là có nỗi đau gì. Ví dụ như là ví dụ như bạn Ái Kha đấy, thì bạn ấy có sở thích là gì? Biết không? Ấy Kha có sở thích là thích giúp đỡ người khác và thích kinh doanh theo hệ thống. Thích phát triển bản thân. Còn ấy Kha thích phát triển bản thân. Đúng rồi đấy. Về nỗi đau của nỗi đau là điểm T của Ái Kha là gì? Nỗi đau là kinh doanh online mà chưa có được thành công và ôm hàng gì đấy. Đó là những cái mà chúng ta phải biết, những cái điều đó của bạn, của một người của mình, để mình nói chuyện với người ta về cái đấy. Đấy, thế thì khi mà người ta làm bạn với mình rồi thì mình bàn với họ, đúng không? Thì ở đây có một cái ông anh hay bà chị, hay là một cái mô hình kinh doanh, có môi trường học phát triển bản thân, đưa người ta đến, thì những người phía trên của mình sẽ hướng dẫn giúp người ta.
Thì đấy là khi làm việc danh sách người quen thì chúng ta phải biết cách để làm sao ạ? Để biết được khách hàng của chúng ta là có màu gì, người màu gì thì chúng ta sẽ nói chuyện theo cách của người màu đấy. Đấy. Kim Thoa và Ai Kha nhớ nhá, một con người chúng ta có bốn màu. Mỗi một người thì đều có một cái màu nổi trội. Vậy màu thứ nhất là màu đỏ này. Màu đỏ này, màu vàng này, màu xanh lá cây, màu xanh da trời này. Mỗi một con người sẽ thể hiện cái tính cách của người ta có bốn màu. Đúng không ạ? Nghĩa biết không, màu đỏ là màu gì? Màu đỏ là người màu gì? Mà mic đi Nghĩa, màu đỏ là người màu gì? Dạ, màu đỏ là màu thích chiến thắng. Thích chiến thắng, thích cái gì nữa? Dạ. Thích tiền, thích kinh doanh, thích nói về tiền. Dạ. Đúng rồi, thích chiến thắng, thích đứng đầu. Thích dẫn đầu. Đấy, thích chinh phục. Thích danh hiệu. Đấy, đấy là người màu đỏ. Thì chúng ta giao lưu với họ thì chúng ta phải nói những cái ngôn ngữ của họ. Ok, rất là hay. Đấy, ngôn ngữ của họ. Và họ mong muốn như vậy thì chúng ta nói là vào CV thì bạn sẽ đứng đầu doanh nghiệp của bạn. Đúng không ạ? Vào CV thì có những cái thu nhập tiền như này. Người ta thích nói về tiền mà. Đấy. Vào CV thì có những danh hiệu như này. Đấy. Còn người màu vàng. Anh Tam nói người màu vàng mà. Em mở mic rồi. Người màu vàng thì sao ạ? Người thích giúp đỡ người khác. Đúng rồi, người màu vàng là thích giúp đỡ người khác. Đấy. Nói về tiền người ta không thích đâu. Đôi khi là tiền là rất quan trọng. Nhưng mà nói về tiền là người ta không thích. Ví dụ như là một người có tính màu vàng chẳng hạn. Thì anh Tam nói rất đúng. Tức là nói về sự giúp đỡ người khác. Nói về cái sự mà làm thay đổi con người. Đấy là cái cách mà người màu vàng giúp đỡ người khác. Người màu xanh lá cây nào. Người màu xanh lá cây Lý Duyên nói nào. Em chưa được học cái này anh ơi. Người màu xanh lá cây vui vẻ. À, đúng rồi, ai nói là thích vui vẻ. Vâng, ai nói đấy, người màu xanh lá cây là thích vui vẻ, đúng rồi. Người màu xanh lá cây là thích vui vẻ nhá. Thì rất là nhiều người chưa được học, chúng ta hãy ôn lại một chút thôi. Đúng không ạ? Người màu xanh lá cây là thích hát này, thích vui vẻ này, thích nhảy nhót này. Đấy. Thế thì mình cũng có thể nói là đây là một cái môi trường mà bạn có thể hát cho người nghe này, bạn có thể là nhảy nhót này. Hay là mỗi một lần VIP cho người ta hát bài, đúng không? Ví dụ như vậy. Đó, cái người mà thích vui vẻ, thích chơi. Đấy, thích đi du lịch ấy. Đây nay đây mai đó, ví dụ như vậy, thích vui vẻ đấy. Đấy. Đấy, còn người màu xanh da trời. Người màu xanh da trời nào. Lý Duyên chưa học đúng không? Chị Thoa biết không chị Thoa? Không. Vừa nghiên cứu. Ok, đúng rồi đấy. Chị Yến hay là ai nói là đúng rồi đấy. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Người màu xanh lá cây là cái người mà người ta gọi là tip kỹ thuật. Tức là người ta khi chia sẻ với người ta bất cứ cái gì thì phải con số rõ ràng, bằng chứng rõ ràng. Đấy, thì người ta mới tin. Chứ qua loa quýt lít là người ta không tin. Đấy, cái người màu xanh da trời hoặc xanh nước biển ấy, là cái người mà tức là nó thể hiện trong bốn cái màu đấy để chúng ta dễ nói chuyện. Chúng ta nắm được tính cách người ta để chúng ta dễ nói chuyện, để dễ làm bạn với họ. Và cái cách đơn giản nhất là Huynh chia sẻ với mọi người này. Khi mà giao tiếp với bất cứ ai, người ta thích nói cái gì, về cái gì đấy thì mình nói chuyện về cái vấn đề đấy với họ. Thì người ta thích thôi. Mà khi người ta thích nói chuyện với mình rồi, người ta thích nói chuyện với mình rồi, thì mình mới chen gọi là cái nghệ thuật rapport, tức là bánh mì kẹp thịt. Tức là khi mà chúng ta trong cái bánh mì đấy nó có một ít thịt, đúng không ạ? Chúng ta nói chuyện với họ mà họ thích chúng ta rồi, bắt đầu chúng ta đưa dần cái công việc của mình vào. Chúng ta đưa dần vào. Đưa dần cái thông tin vào. Lúc đấy là người ta thích mình rồi thì mình nói người ta nghe, ví dụ như vậy.
mình nói qua qua một chút là em đang có một cái hệ thống đào tạo chuyên nghiệp lắm, ví dụ như vậy, đang có một cái môi trường học phát triển bản thân rất là tuyệt vời, hay là đấy là những người thích vui vẻ thì mình nói như vậy, hay là những người thích giúp đỡ thì mình nói đây hội trong em họ cái môi trường là em gặp toàn những người mà giúp đỡ nhau rất là nhiệt tình, mình chen dần vào thế là mình gây tò mò cho họ mà bằng cách gọi là bánh mì kẹp thịt ấy. Đấy thì mình kẹp những cái câu chuyện của mình vào là ở đây có những cái môi trường mà ai cũng làm sao tự chủ được cái vấn đề của họ, cái doanh nghiệp của họ, đấy là những người màu đỏ đúng không, hay là những màu nghìn người nghiên cứu ấy, thì ở đây họ em có những cái chương trình rất là chính xác về sơ đồ trả thưởng hay là về phần thưởng rất là chính xác, tức là họ thích con số thì mình cho người ta con số. Ý mình nói là mình phải nắm được tính cách màu người của họ để mình nói chuyện, để họ yêu mình. Đấy, đúng không? Và quan trọng là mình phải đưa người ta vào kinh doanh. Khi mình chia sẻ, mình tìm những người kinh doanh là chính thôi. Khi mình chia sẻ những người kinh doanh mà người ta không kinh doanh, đúng không? Thì mình quay sang mình bán sản phẩm cho họ. Vì con người ai cũng cần sức khỏe hết, như Huynh nói lúc sáng đấy, đúng không? Thế thì đấy là cái cách làm việc với danh sách người quen. Và khi mà mình làm bằng danh sách người quen rồi thì cái bước thứ ba là bước kết nối. Đây, cái bước thứ ba đây. Xong bước thứ hai là danh sách người quen rồi. Bước thứ ba là bước mời người. Mời người tức là kết nối đấy. Bước kết nối đấy. Đấy. Bây giờ bạn Nghĩa mở mic ra chia sẻ xem là bạn kết nối bạn Ái Kha với lại Huynh như thế nào nào. Đấy là kết nối đấy. Nghĩa mở mic nào. Dạ, cảm ơn. Em kết nối với bạn Ái Kha là... À, khoan đã, bây giờ mở mic của Ái Kha. Ái Kha mở mic ra đi. Ái Kha được bạn Nghĩa kết nối như thế nào? À, Ái Kha giới thiệu nào. Dạ, chị Nghĩa làm quen thăm hỏi em và mỗi ngày chia sẻ như một người bạn. Rồi, làm sao nữa? Thỉnh thoảng chị hỏi thăm về vấn đề công việc và khen ngợi, và mỗi một ngày thì chị hỏi thêm một vấn đề, một ngày thì chị thân thiết em thêm một chút, làm em có lòng tin để em làm bạn với chị. Ồ đấy, xong là chị mời như thế nào? Đấy là làm bạn rồi. Bạn rồi chị hỏi vấn đề kinh doanh của em thế nào. À. Và em lại tâm sự khó khăn thì chị chia sẻ là em khó khăn thì em có một nơi mà chuyên giúp đỡ và hay lắm, nên chị muốn em muốn biết thì chị sẽ giúp đỡ. Chỉ vậy thôi. À đấy. Dạ. Ừ, vậy thôi, sao là chị kết nối với anh như thế nào? Em thì em cũng sợ người lạ lắm, cho nên em rất là nhiều lần diễn cớ để từ chối chị, nhưng mà chị cũng vui vẻ, chị vẫn kiên trì để kết nối em với anh Huynh, và chỉ chủ động là kêu em là nghe được một cuộc điện thoại thôi. À. Thì em được kết nối như vậy, em nghe anh Huynh nói là xong em cảm thấy mình cũng có một chút muốn tìm tòi rồi, vậy là từ đó anh Huynh. Ok, đấy, rất là cảm ơn bạn Ái Kha. Bạn Ái Kha đầu tiên rất là nhút nhát, chỉ cần nhìn thấy anh Huynh là đã thấy né rồi, và khi mà Huynh nói to là đã thấy sợ rồi đấy. Nhưng mà bây giờ rất là bạo dạn và rất là ham học hỏi đấy. Và đây là buổi thứ hai, buổi thứ ba gì đó bạn Ái Kha lên Zoom thôi. Thì đấy, bạn Nghĩa bạn rất kiên trì, bạn ấy kết bạn qua Facebook. Bạn Nghĩa thì đang ở bên Pháp và Ái Kha thì ở Đồng Tháp. Chúng ta thấy không ạ, nó có cần biên giới đâu, nó có cần là đến gần với nhau đâu. Chúng ta chỉ công cụ là Messenger thôi, Zalo, Facebook thôi. Đấy. Thế thì khi mà bạn Ái Kha được bạn Nghĩa làm bạn thì rất là tin tưởng. Và đến một ngày bạn Ái Kha được bạn Nghĩa giới thiệu là có một ông anh đang trong cái môi trường như thế này. Thì dần dần Huynh cũng là một người dày dặn kinh nghiệm rồi, cho nên là Huynh đầu tiên Huynh làm Ái Kha sợ mất một hai ngày gì đó. Đấy là sự thật. Sợ mất một hai ngày gì đó, xong mình cũng biết là bạn này sợ thì mình cứ để được, vậy thì để lần sau. Thì đấy là cái cách mà chúng ta giúp
một con người dần dần chuyển đổi. Đấy là tăng trưởng bản thân đấy, đấy là phát triển bản thân, chứ không có cái gì là cái khó khăn cái lạ gì đâu ạ. Đấy, thế thì bây giờ bạn Ai Kha đã biết vào Zoom rồi, có khi là chuẩn bị dần dần là hướng dẫn người khác tải Zoom, hướng dẫn người khác cách chia sẻ. Đấy, vậy thì cái bước thứ ba này là chỉ cần mời thôi, giống như bạn Nghĩa mời Ai Kha. Bây giờ Ai Kha cũng làm danh sách người quen và mời những người mới đến, đúng không ạ? Đấy, vậy thì tiếp đến cái chỗ mời này nữa thì xin mời bạn Kim Thoa mở mic ra chia sẻ nào. Được người khác mời như thế nào nào? Anh mở mic cho Kim Thoa rồi. Em thì có bà chị là Thu Xuân anh, là do chị Lý Diên giới thiệu. Thì em ở nhà không có làm gì nên là chị nhắn tin hỏi là em có muốn kiếm tiền không. Nên là em mà không có phải đi làm gì nên là ở nhà chỉ một ngày lên điện thoại coi người này giới thiệu sản phẩm này kia thôi. Nên là em ở, như là em là đang mẹ bỉm sữa đó anh. Em muốn kiếm thêm thu nhập nhưng mà em tham gia thì tối hôm ngày hôm đấy là đến tối là em vô nghe anh Điệp tư vấn luôn. Nên em ký hợp đồng luôn đấy. Giỏi quá. Đấy. Đấy là những Lý Duyên với lại chị của Lý Duyên là con người rất là mạnh, tìm người kinh doanh luôn. Tức là chia sẻ là muốn kiếm tiền ngay, gặp ai cũng chia sẻ muốn kiếm tiền không. Đấy cũng là một cái cách rất nhanh. Do mình tin tưởng là chị gái của mình nên là em cũng muốn tham gia. Chị Xuân là chị gái đúng không? Chị gái họ. Đấy thì lại đến là cái cách mà rất là nhanh. Rất là cảm ơn Kim Thoa nhé. Tức là dí bắn luôn. Tức là khi mà chúng ta là người có uy tín ở trong gia đình, hay là người có uy tín ở bạn bè, hay là người uy tín ở trong dòng họ, hay người uy tín ở lớp của chúng ta bắn luôn. Dí bắn, bắn tức là chia sẻ ngay. Bạn thích sức khỏe không? Bạn thích kiếm tiền không? Đấy, đấy là dí và bắn. Thế thì chúng ta chia sẻ ngay là gọi là bắn ngay đấy. Nếu mà bắn mà ra con tàu vàng ấy, thì chúng ta bỏ 80% để chăm sóc con tàu vàng. Đấy, bỏ 80% để chăm sóc con tàu vàng. Thế thì để chúng ta tìm được con tàu vàng ấy, thì chúng ta phải có tiêu chí của nó. Để một cái ngày nào đấy mình sẽ chia sẻ các con tàu vàng chúng ta nghe. Đấy, con tàu vàng thì rất là đơn giản. Con tàu vàng thì nó có ba cái tiêu chí của con tàu vàng. Con tàu vàng là những cái người mà sẵn sàng thay đổi, những người thành công nhanh trong cái ngành này này. Đấy, thế thì mọi người có muốn Huynh chia sẻ cho chúng ta tìm con tàu vàng ngay không? Không muốn không? Ai muốn giơ con tay cái này? Đấy, ví dụ như là bạn Kim Thoa là con tàu vàng. Bạn Kim Thoa là con tàu vàng. Tức là khi mà hỏi có muốn kiếm tiền không thì chia sẻ cơ hội là đồng ý ngay. Vậy thì tiêu chí của con tàu vàng như thế này. Mà chúng ta phải là con tàu vàng. Chúng ta phải là con tàu vàng thì chúng ta mới thành công nhanh được. Bắt buộc chúng ta phải là con tàu vàng. Nhá, hôm nay ở đây có những người mở màn hình ở đây này. Ví dụ bạn Nghĩa này, bạn chị Tuyết này, bạn Kim Thoa này, anh Tam này, anh Nguyễn Khắc Sơn này, Lan Anh này, chị Lê Hằng Thoa này, Ái này và Võ Thị Ái và Lý Duyên này. Tức là chúng ta phải ghi chú xuống này. Chúng ta là những con tàu vàng. Vậy thì cái con tàu vàng nó có cái tín hiệu như thế nào? Dấu hiệu của con tàu vàng, dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ nhất của con tàu vàng, con tàu vàng là những người mà quyết liệt đấy. Đấy. Thì cái dấu hiệu thứ nhất là sẵn sàng thay đổi. Con tàu vàng thứ nhất, Tuấn Linh cũng là con tàu vàng, thấy nổi lên. Đang chìm thấy nổi bềnh lên phát. Em cũng là con tàu vàng của Linh ơi. À đúng rồi. Vậy thì Tuấn Linh nói con tàu vàng là chúng ta có dấu hiệu như nào? Nói luôn. Nếu mà con tàu vàng nổi bềnh lên thì nói luôn như nào? Tàu vàng nghĩa là đầu tiên là phải người ham học hỏi ạ. Rồi. Vâng, và phải thích thay đổi và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Vâng. Bây giờ Huynh nói lại để mọi người ghi lại từ đầu này. Kể cả Tuấn Linh cũng phải ghi vào này. Vâng. Con tàu vàng tiêu chí thứ nhất của con tàu vàng là sẵn sàng thay đổi. Nha, ghi đi. Tiêu chí thứ nhất là sẵn sàng thay đổi. Và trong cái tiêu chí thứ nhất sẵn sàng thay đổi thì gạch đầu dòng thứ nhất, dấu cộng thứ nhất là chủ động về tài chính. Cái ý thứ nhất của sẵn sàng thay đổi là thứ nhất là thích chủ động về tài chính, thích chủ động về tài chính. Cái thứ hai, khao khát làm giàu.
Cái thứ hai là khao khát là một ý thứ hai. Cái ý thứ hai trong cái điều thứ nhất là khao khát làm giàu bằng cách xây dựng hệ thống kinh doanh thu nhập thụ động. Đấy. Tức là cái điều thứ nhất mà con tàu vàng có là sẵn sàng thay đổi. Mà trong cái sẵn sàng thay đổi ấy thì ý thứ nhất là chủ động về tài chính, thích chủ động về tài chính. Cái ý thứ hai là khao khát làm giàu bằng cách xây dựng một hệ thống kinh doanh để thu nhập thụ động. Đấy. Cái tiêu chí thứ hai của con tàu vàng là chủ động về công việc. Chủ động công việc của mình. Tức là chủ động gọi điện, chủ động tiếp xúc lạnh, chủ động tổ chức công việc của mình. Đấy, tổ chức với đội nhóm. Đấy là con tàu vàng. Ý thứ hai, cái tiêu chí thứ hai của con tàu vàng. Cái tiêu chí thứ ba là tự chịu trách nhiệm. Cái tiêu chí thứ ba là tự chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề cá nhân. Cái tiêu chí thứ ba của con tàu vàng là tự chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề cá nhân. À, Tuấn Linh nhắc lại ba tiêu chí của con tàu vàng cho anh nghe. Mở mic đi. Không mở nó mic à? Tuấn Linh mở mic nè. Không mở mic. Ok, được chưa? Vâng, em xin nhắc lại ba cái tiêu chí là tiêu chí thứ nhất là sẵn sàng thay đổi. Nghĩa là chúng ta là người thích chủ động về tài chính. Và thứ hai là thích xây dựng một hệ thống kinh doanh tạo ra thu nhập thụ động. Đấy. Cái tiêu chí thứ hai là chủ động. Đấy, thứ ba là tự chịu trách nhiệm để giải quyết các vấn đề. Rồi, anh nhắc lại cho mọi người ghi nhá. Cái tiêu chí đầu tiên là sẵn sàng thay đổi, tức là sẵn sàng thay đổi những cái câu chuyện, những cái công việc mà mình không đặt cái mục tiêu của mình vào đấy. Ví dụ như là tôi nói là lên Zoom, đúng không ạ? Lên Zoom học, đúng không ạ? Đấy, và hôm nay thì ngồi nghe OBB, tức là ngồi nghe hội thảo. Đấy, tức là phải nghe hoặc là phải học những cái đang là những con người mà làm cái công việc gì đó mà nó chưa kiếm ra tiền chẳng hạn, hoặc là sẵn sàng thay đổi cái môi trường của mình, đang đi uống trà đá chém gió không ra tiền, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta ngồi ở nhà học Zoom, đấy là phải sẵn sàng thay đổi đấy. Hoặc là đang uống rượu nhiều, hút thuốc lá nhiều, bây giờ vào môi trường Siri này là người ta ăn thực vật nhiều, đúng không? Đấy, để cho nó khỏe mà, thì đấy là người sẵn sàng thay đổi. Người ta nói là lên Zoom học, đúng không? Hay là sẵn sàng chạy bộ buổi sáng để tập thể dục. Đấy, hay là có thói quen của người giàu đấy. Thứ nhất là chạy bộ, thứ hai là tiếp xúc lạnh, nói chuyện với người lạ, đúng không? Thứ ba là đọc sách. Đấy, những người đấy là những người sẵn sàng thay đổi. Đấy, thì những người thói quen của người giàu người ta chỉ làm như vậy thôi. Đấy, và nghe video phát triển về bản thân, uống những cái dòng sản phẩm, uống đúng đủ đều, sẵn sàng thay đổi. Đấy, thì đấy là cái tiêu chí đầu tiên của con tàu vàng. Và trong cái ý đầu tiên sẵn sàng thay đổi đấy, thì cái người đấy là phải chủ động về tài chính này, khao khát làm giàu bằng cách xây dựng một doanh nghiệp có thu nhập thụ động, xây dựng doanh nghiệp hệ thống thu nhập thụ động, đúng không? Tức là MLM đấy. Đấy là cái tiêu chí nhất. Tiêu chí thứ hai là tự chủ động về công việc, tự chủ động về công việc của mình. Tức là ví dụ những người đang làm thêm thì người ta phải sắp xếp thời gian làm công việc của họ và chủ động làm cái công việc này, sắp xếp thời gian cho hợp lý, sắp xếp về gia đình để cho vợ chồng không cãi nhau này, sắp xếp về cơ quan này. Đấy, tự chủ động vào công việc, tự chủ động về công việc của mình. Đấy, đến giờ lên học Zoom mà không phải nhắc này, có lịch thông báo rồi, cứ vậy là lên thôi, đúng không ạ? Đấy, và cái tiêu chí thứ ba của con tàu vàng là
tự chịu trách nhiệm về vấn đề cá nhân, tự chịu trách nhiệm về giải quyết vấn đề cá nhân. Vấn đề cá nhân tức là sao? Rất là nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là gia đình, vợ chồng, con cái hay là hàng xóm cãi nhau không đưa lên Zoom của chúng ta được, không đưa về đội ngũ của chúng ta nói chuyện được, đúng không? Không đưa về hệ thống của chúng ta được. Chúng ta phải làm chủ cái cảm xúc của mình. Khi chúng ta lên Zoom, chúng ta không nói những điều tiêu cực. Ví dụ chúng ta có người dưới chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ anh Huynh cứ nói điều tiêu cực ở đây, Ái Kha với lại Võ Thị Ái với mọi người ở đây chắc là không bao giờ theo Huynh được. Cho nên phải tự chủ về, tự chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề cá nhân của mình. Còn ví dụ như là tâm sự riêng với nhau một một thì được. Đấy, chúng ta phải tìm, phải hiểu, thấu hiểu người tầng một của mình, thấu hiểu những người của mình là có vấn đề gì, hay là động viên, khích lệ. Đấy. Và đây chúng ta cần phải học cách khen cách chê nữa cơ. Đấy, thì đấy là cái mà con tàu vàng nhá. Vậy thì có cái ghi chú thứ nhất này. Ghi chú thứ nhất quan trọng nhất ở đây này. Ghi chú số 1 là mình bắt buộc là con tàu vàng. Mình bắt buộc là con tàu vàng. Vì ai cũng muốn thành công nhanh mà. Vậy thì con tàu vàng chúng ta phải làm một gương. Phải có những cái tiêu chí như kia, đúng không? Bắt buộc là con tàu vàng. Là phải biết cách hướng dẫn vào Zoom rồi, biết cách mở hợp đồng rồi, biết cách hướng dẫn người ta mua sản phẩm rồi, biết cách giải quyết các vấn đề trong đội ngũ. Đấy, mình bắt buộc là con tàu vàng. Cái lưu ý số 2 là tập trung, cái lưu ý thứ 2 là tập trung vào tuyển dụng và phát hiện ra con tàu vàng trong đội ngũ của mình. Cái ghi chú quan trọng này phải ghi xuống. Số 1 là mình bắt buộc là con tàu vàng. Cái ghi chú thứ 2 là tập trung vào tuyển dụng, chứ không đi tìm bệnh nhân nhá. Không đi tìm người bệnh. Chúng ta là những doanh nhân kinh doanh, không đi tìm người bệnh. Đấy. Tập trung vào con tàu vàng, tập trung vào tuyển dụng và tìm được con tàu vàng. Cái lưu ý thứ 3 là 80% thời gian dành cho con tàu vàng. 80% thời gian dành cho con tàu vàng. Hai mươi phần trăm dành thời gian cho con tàu bạc. Con tàu bạc là như thế nào nhỉ? Ở đây có thể ai chia sẻ ra thế nào là con tàu bạc? Mở mic chia sẻ. Thế nào? Ok. Xin mời Tuấn Linh. Em xin chia sẻ con tàu bạc là những người họ vào đây họ cũng nhìn thấy cơ hội cũng thích được, nhưng mà họ làm cái kiểu là cưỡi ngựa xem hoa, làm được chăng hay chớ, làm được đến đâu thì làm. Đúng rồi. Đấy là không có mục tiêu rõ ràng. Đấy là con tàu bạc. Vậy thì mình chỉ dành 20% cho con tàu bạc thôi. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình nói với con tàu vàng như thế nào, nói với con tàu bạc như thế nào. Chúng ta phải phân biệt rõ nhé. Nói với con tàu vàng như thế nào? Một, nói với con tàu vàng là phải kết nối với mình, kết nối với người hướng dẫn thường xuyên, ngày ít nhất 1-2 lần thì kết nối. Đấy. Kết nối để làm gì ạ? Để làm việc, để hiểu nhau thôi, đúng không ạ? Điều thứ nhất nói với con tàu vàng là phải kết nối với người hướng dẫn và hệ thống hướng dẫn. Và cái thứ hai nói với con tàu vàng là phải tuân thủ hệ thống. Phải tuân thủ hệ thống. Chỉ cần nói như vậy thôi, chúng ta chỉ cần ghi ngắn gọn như vậy thôi. Còn Huynh nói thêm thì mọi người đừng ghi vào. Tại sao phải tuân thủ hệ thống? Nếu mà không tuân thủ hệ thống thì bạn đi sai đường, đúng không? Lệch đường ray. Lệch đường ray. Lệch đường ray thì làm sao ạ? Lệch đường ray thì sao ạ, Tuấn Linh? Lệch đường ray thì sẽ lâu thành công ạ. Đúng rồi, chuẩn. Lệch đường ray thì sẽ chậm thành công. Ví dụ như chúng ta cứ đi tìm người bệnh này là lệch đường ray rồi, đúng không ạ? Các con tàu vàng đang dần dần xuất hiện. Thế mở màn hình ra nào. Đấy. Tức là khi mà chúng ta nói với con tàu vàng là phải kết nối với người hướng dẫn, mình gọi điện với họ, gọi điện cho mình, hoặc mình phải chủ động gọi điện cho người ta. Đấy. Và phải nói cái điều thứ hai với con tàu vàng là phải tuân thủ hệ thống.
Thì nếu tuân thủ hệ thống thì nó là điều hướng đấy. Ai cũng chung một mục tiêu, ai cũng chung một hướng thì đội ngũ sẽ phát triển. Đấy, sẽ không đi lệch hướng. Tuân thủ hệ thống. Tuân thủ hệ thống là gì? Ví dụ tuân thủ hệ thống là gì nào Tuấn Linh? Tuân thủ hệ thống nghĩa là mình phải có mặt ở trong tất cả cái sự kiện đào tạo, ví dụ như là VIP này, rồi tới buổi đào tạo trên Zoom online và những buổi đào tạo như là Rick Game, những buổi đào tạo nâng cao và những cái sự kiện của công ty, của tập đoàn này. Đúng rồi đấy. Đấy là cái mà tuân thủ hệ thống, đúng không? Và nói với con tàu bạc như thế nào? Bây giờ Tuấn Linh biết nói với con tàu bạc như thế nào không? Con tàu bạc thì khi nào mà anh chị cảm thấy thực sự đây là cái cơ hội mà giúp anh chị có thể thay đổi mà anh chị thật sự mong muốn, thì anh chị hãy dành thời gian cho nó một cách nghiêm túc. Đúng rồi. Vậy thì đây, nói với con tàu bạc là cần có thời gian chuyển đổi. Cần có thời gian chuyển đổi 3 hoặc 6 tháng để tạo thành thói quen, 3 tháng tạo thành thói quen. Cần có thời gian chuyển đổi. Ví dụ như là nhắc lịch vào Zoom, nhắc lịch học. Vậy thì nhắc lịch học như thế nào? Còn Tuấn Linh có thể cho biết được không? Nhắc những cái con tàu bạc của chúng ta học như thế nào? Nghĩa là tất cả trước cái những cái buổi đào tạo như là của hệ thống, như là tối thứ sáu, tối thứ tư và tối chủ nhật ấy, thì chúng ta thường xuyên là nhắn lịch cho họ, và trước khi diễn ra cái buổi đào tạo thì chúng ta gọi điện xem họ đã chuẩn bị vào Zoom chưa, và khi mà diễn ra rồi thì mình kiểm tra trên Zoom xem thấy họ xuất hiện chưa, và sẽ còn cái sau học Zoom thì sao? Sau học Zoom thì hỏi câu hỏi triệu đô là bạn qua cái buổi đào tạo này thì bạn cảm nhận như thế nào? Đúng rồi, đấy. Khi mà chúng ta nhắc con tàu bạc ấy, người ta chưa quen mà. Phải cần 3 tháng để mình rèn rũa họ. Mình hỏi người ta là bây giờ chiều hôm nay 2 giờ có cái chương trình của thủ lĩnh cốt riêng này. Nếu mà bạn sắp xếp thời gian thì vào, còn bận thì thôi. Nhưng mà tối nay là 21 giờ là của hệ thống đào tạo, thì bạn phải có mặt để học. Đấy. Nói như vậy từ sáng, nói như vậy từ trưa, và đến gần 9 giờ thì lại nhắc người ta. Xong là sau 9 giờ thì kiểm tra xem là trên Zoom có người ta ở trên Zoom không. Nếu thấy có thì sau buổi học ấy lại nhắn tin hỏi hoặc gọi điện hỏi là bạn cảm nhận như thế nào cái buổi học ngày hôm nay. Đấy là câu hỏi triệu đô đấy, đúng không? Và ai có nhiều người để hỏi cái câu hỏi đấy thì kiếm được nhiều tiền. Nhà theo ạ. Vì vậy gọi là câu hỏi triệu đô. Đấy, ở đây những người mới nhá thì sẽ học dần những cái từ thuật ngữ là câu hỏi triệu đô với các thứ. Đấy. Đấy. Thì là chúng ta phải nhắc nhở con tàu vàng như vậy, nhắc nhở con tàu bạc như vậy. Vâng. Vì nếu mà chúng ta chỉ cần 3 buổi thôi. 3 buổi mà cái con người đó không vào học thì từ tàu vàng đến tàu bạc chuyển thành tàu gì? Tàu gì? Tàu rỗng. Đúng không? Chỉ cần 3 buổi không học thôi thì trở thành con tàu rỗng. Vậy mình có mất thời gian với con tàu rỗng không? Nhưng mà không. Chúng ta có mất thời gian với con tàu rỗng không? Đấy. Đấy là cái cách mà chúng ta phân biệt được con tàu vàng, con tàu bạc trong ngày hôm nay nhé. Phân biệt con tàu vàng, con tàu bạc trong ngày hôm nay. Đấy. Vậy thì ở trong doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ có 4 đối tượng. Nó có 4 đối tượng. Tuấn Linh có thể chia sẻ là đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ hai, đối tượng thứ ba, thứ tư không? Bốn đối tượng làm việc ấy. Vâng, thì có em sẽ chia sẻ là có 4 đối tượng, thứ nhất là con tàu vàng, thứ hai con tàu bạc, thứ ba con tàu rỗng. Thứ tư là những người khách hàng tiêu dùng sản phẩm. Có phải em chưa hiểu câu hỏi à? Gọi nó khác đi một chút. Đấy, bây giờ Huynh sẽ chia sẻ cho chúng ta cái này. Gọi nó khác đi một chút. Đấy, Huynh sẽ chia sẻ cho thứ nhất. Một này.
một là người tiêu dùng thông minh, đúng không Tuấn Ninh? Vâng, đúng ạ. Người tiêu dùng thông minh. Người tiêu dùng thông minh là gì? Để Huynh sẽ hỏi mọi người này. Người tiêu dùng thông minh là gì? Nghĩa. Mở mic. Dạ, người tiêu dùng thông minh là người tiêu dùng sản phẩm được giảm. Sao em nói là giảm 25% mức thuế. Ok. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là tuyệt vời, xin cảm ơn mọi Nghĩa. Đấy. Vậy đối tượng thứ hai. Sao nói hết hạnh phúc một bước nha. Đối tượng thứ hai là gì nhỉ? Đối tượng thứ hai là làm thêm ạ. Đối tượng thứ hai này. Đối tượng thứ hai là bán hàng. Đối tượng thứ hai là bán hàng. Vậy bán hàng ở đây là những người như thế nào? Có ai biết bán hàng ở đây là những người như nào? Những người bán hàng ở đây. Alo. Alo. Tuấn Linh có ví dụ được không? Hay là Nghĩa có ví dụ bán hàng là như nào? Alo. Bán hàng ở đây họ đi tìm thị trường người bệnh. Tập trung vào cái việc đi chia sẻ cho những người có nhu cầu sử dụng sản phẩm mà để họ bán hàng. Bán hàng là cái thứ mua sản phẩm mà người ta bán đấy, đúng không? Ví dụ như ở mình là các bác sĩ đông y này, hay là các bác sĩ này, hay là những người yêu thích sản phẩm chỉ có mua sản phẩm về bán thôi. Đấy là bán hàng, đúng không? Cái đối tượng thứ ba là đối tượng gì Tuấn Linh? Đối tượng thứ ba là những người làm thêm nữa. Đúng rồi. Đối tượng thứ ba là những người làm thêm, tức là đang có công việc rồi thì làm thêm, đúng không? Đấy. Có đúng không cả nhà? Đấy. Đang có công việc rồi thì làm, chúng ta là sẽ gì ạ? Làm thêm CV, gọi là làm thêm, được bao nhiêu thì được. Đấy. Ví dụ như vậy. Còn cái đối tượng thứ tư là gì? Đối tượng thứ tư là nhà kinh doanh thương mại. Đấy. Vậy thì ba cái đối tượng trên này này, ba cái đối tượng trên này nó gọi là nghiệp dư này. Nghiệp dư. Còn đối tượng như này nó gọi là cái gì Tuấn Linh? Nhà tư là nhà chuyên nghiệp ạ. À đúng rồi, chuyên nghiệp. Vậy thì chuyên nghiệp thì hai cái đối tượng này thì đối tượng nào thành công nhanh? Nhưng là chuyên nghiệp ạ. Đúng rồi. Chuyên nghiệp nhanh. Vậy thì chúng ta có cần là những con tàu vàng không? Đúng không? Vậy cái ghi chú của Huynh lúc nãy nói thế nào? Chúng ta bắt buộc chúng ta cần phải là những con tàu vàng. Đấy, chúng ta ngày hôm nay chúng ta rõ bốn cái đối tượng chưa? Bốn cái thị trường trong doanh nghiệp của chúng ta. Vậy chúng ta cần phân biệt được trong doanh nghiệp của chúng ta là những cái thị trường nào? Một là thị trường nghiệp dư hay là thị trường chuyên nghiệp. Vậy thì ai là những người chuyên nghiệp thì chúng ta phải tập trung 80% cho họ. Đấy, 80% cho họ. Vậy trong số chúng ta cần là những con tàu vàng. Đúng không? Tiêu chí Huynh nói rồi. Đấy, thị trường Huynh nói rồi. Đấy, cái đấy là cái mà Huynh muốn chia sẻ cho mọi người hôm nay. Vậy thì bây giờ là mấy giờ nhỉ? Còn bây giờ là 3:30 đúng không? 3:30 thì thời gian là Huynh chia sẻ 1:30 là vừa đủ. Vậy thì có ai là người muốn chia sẻ về những cái kiến thức mà chúng ta vừa học ngày hôm nay rất là quan trọng, đúng không? Tuy rằng cái bài nó còn dài thì chúng ta học đến cái ngôi nhà doanh nghiệp này thôi, đúng không? Ngôi nhà doanh nghiệp này là chỉ cần học đến bước 3, người mới chỉ cần làm 3 bước. Thứ nhất là uống sản phẩm để có lòng tin, thứ hai là lập chính sách người quen, thứ ba là mời người, bước 4 là chia sẻ OPP thì dành cho những người từ 3 đến 6 tháng trở lên. Chúng ta chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống này, hay chia sẻ 1:1 hay 2:1 đấy. Thì những cái bước 4, bước 5, bước 6 này là của những người chuyên nghiệp, những người đi hợp tác CV lâu rồi. Đúng vậy, ngày nay chúng ta chỉ cần học 3 bước này thôi đã. Đấy, và chúng ta nắm được cái kiến thức thế nào là tiêu chí của con tàu vàng này,
đúng không? Cần nói với con tàu vàng như thế nào, cần nói với con tàu bạc như thế nào, và chúng ta phân biệt được bốn cái đối tượng kinh doanh ở trong đội ngũ của chúng ta, bốn cái đối tượng, đúng không? Chúng ta hiểu rõ chứ không ạ? Thế thì có ai có thể mở mic chia sẻ cho chúng ta cái ngày hôm nay được không? Cảm nhận cái buổi giao lưu này. Nếu mà ai mà cảm nhận hay thì Huynh sẽ chia sẻ cho chúng ta làm thế nào để chúng ta tư vấn viên trưởng tháng này, làm thế nào để chúng ta tư vấn viên trưởng tháng này để đi lead the game ở Cờ Lò, Thanh Hóa, ở Thanh Hóa, đúng không ạ? Lead the game tức là gì ạ? Game cho leader, nâng cao rất là tuyệt vời, doanh số 5.000 điểm. Ai muốn chia sẻ hay là có câu hỏi nào, bây giờ chúng ta dành 15 phút để giải đáp các câu hỏi bất kỳ ai về sản phẩm hay về kinh doanh, Huynh cũng trả lời được với kinh nghiệm của Huynh 5 năm làm Siri. Và xin mời chúng ta tự mở mic ạ. Trong Zoom của chúng ta đã lên 23 người. Xin mời thị trường miền Nam, xin mời thị trường nước ngoài, xin mời thị trường miền Bắc, miền Trung. Xin mời chúng ta đặt câu hỏi nhé. Ồ, hôm qua có câu hỏi gì ạ? Bạn Kim Thoa. À, bạn Kim Thoa hỏi. Xin mời mở mic. Đã mở mic ra phải hỏi nhá. Hỏi gì anh? Em có câu hỏi gì không? Em có câu hỏi gì sau khi nghe anh chia sẻ không? Câu hỏi thì... Nói chung là cũng không có câu hỏi, nhưng mà em thấy anh giải thích rất chi là hay. À, thế em cảm nhận thế nào? Em nói chung là cảm nhận cũng hiểu nhiều. Em lên Zoom buổi thứ mấy rồi? Buổi tối thì có bữa hôm nay là em lên buổi chiều, còn buổi tối thì tối nào em cũng lên. Ok, rất là tuyệt vời. À, rất là cảm ơn bạn Kim Thoa. Bạn Kim Thoa sẽ nhanh chóng dùng sản phẩm nhá. Dạ. Ok. Xin mời bạn chị Phạm Thị Duyên ở Đại Từ Thái Nguyên nào. Xin mời Hà Giang nghe ơi. Phạm Thị Duyên. Em chào anh. Đâu mấy hôm rồi. Xin mời chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có hỏi câu hỏi, đặt câu hỏi cho anh không? À, em đang nhờ anh tư vấn cho em thứ nhất là cái phát triển hệ thống này ạ. Em thì mời được cái nhánh của em được gần chục bạn rồi, em mở thẻ được gần chục bạn rồi, biết tầng 1 của em cũng có 2 bạn ở tầng 1 rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì hệ thống đóng băng, chưa thấy ai hoạt động gì cả. À, mở thẻ được gần chục người rồi mà chưa thấy ai hoạt động, đúng không? À, họ cứ bảo họ nghiên cứu. Em nắm được nhu cầu của họ chưa? Về kinh doanh hay là về sức khỏe? Họ vừa cần sức khỏe vừa kinh doanh ấy. Tất cả các nhóm của anh. Vậy thì đương nhiên dùng sản phẩm của CV thì sẽ có sức khỏe, em có tin vậy không? Em trải nghiệm thì em công nhận điều đó. Em tin, ok. Đấy là cái niềm tin rất là quan trọng. Và cái quan trọng bây giờ, những người của em ấy, họ đang thu nhập bao nhiêu tiền em biết không? Một tháng. Người cao thì tầm hơn chục triệu. Còn người thấp thì từ 4-5 triệu trở lên này. Đúng rồi. Vậy thì cái người cao là hơn chục triệu. Vậy thì em có nói với họ là trong cái công việc của em đang làm đây có thể kiếm 20 triệu đến hơn 20 triệu một tháng không? Em có thể nói với họ như vậy chưa? Cái vấn đề bây giờ là họ là chưa tin vào cái sản phẩm của mình. À đấy. Thì nó còn đang vướng cái chữ họ vì cái hiểu biết của họ là họ chưa tin vào cái dòng sản phẩm chức năng. Họ sợ là đa cấp, rồi sợ lừa đảo, rồi sợ thế lọ, sợ kia. Xong họ lấy lý do là chị bận lắm, cả chị bận việc lọ, chị bận việc kia, chị không có thời gian nghiên cứu. Thì em nghĩ là cái đấy là cái lý do thôi. Nhưng mà cái thực chất là họ chưa có lòng tin. Đúng rồi. Vậy thì em nắm được là họ chưa có lòng tin. Một là họ chưa có lòng tin. Hai nữa là người ta chưa nhìn được cái bước đi của người ta trong này. Đó. Vậy thì làm thế nào để họ có lòng tin vào sản phẩm? Ai có thể trả lời câu hỏi này của bạn Duyên? Làm thế nào để họ có lòng tin vào sản phẩm nào? Duyên thì tin rồi đúng không? Vâng. Em tin rồi đúng không? Em nghĩ em kể chuyện với người ta như thế nào? Dạ, em kể chuyện bằng chính cái thực tế em dùng sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm, những cái câu chuyện của các anh chị đi trước chia sẻ. Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng. Vậy là và họ cũng vào Zoom một vài lần rồi đúng không? Thế là em mời người ta vào Zoom xong có hỏi cảm nhận không?
em có một số em điện là vào Zoom thấy như thế nào, cảm nhận như thế nào ạ? Và bước tiếp theo. Bước tiếp theo thì em vẫn thường xuyên em điện và em hỏi họ xem là họ bận gì không, họ có học Zoom không, hay là họ đã chia sẻ, họ đã làm những gì. Em vẫn quan tâm đến họ. Đúng rồi. Và khi mà em giúp người ta mở thẻ, giúp ra nhu cầu về sản phẩm ấy, đúng không? Họ phải cam kết. Bây giờ là mở thẻ, chúng ta phải cam kết. Cam kết là dùng sản phẩm đúng đủ đều theo hướng dẫn. Nó có hai cách Huỳnh hướng dẫn cho mọi người này. Chốt sản phẩm này. Nếu mà bạn dùng theo cách của bạn thì nó có kết quả theo cách của bạn. Nếu mà dùng theo cách mình hướng dẫn thì nó có kết quả nhanh, thì bạn chọn nhanh hay kết quả chậm. Thì bao giờ họ chọn nhanh, đúng không ạ? Em thiếu cái bước này, em thiếu rồi. Bước này. Đúng rồi. Thì chúng ta phải giúp người ta dùng sản phẩm với phù hợp với lại cái túi tiền của họ. Vài ba sản phẩm thôi, không cần nhiều, nhưng chọn những sản phẩm có kết quả nhanh. Ví dụ ví dụ như trà tê. Đấy. Và khi mình chọn cho người ta dùng, người ta có kết quả rồi thì phải hỏi cần nhận tiếp. Đó, khi đó. Đấy, thế thì hướng dẫn cho người ta dùng có kết quả tiếp rồi, vậy thì bây giờ cái nhu cầu của cái sản phẩm này là nhu cầu 100% thị trường, thì bạn có muốn kiếm tiền ở đây không? Đấy, bạn có muốn kiếm tiền ở đây không? Vậy thì khi người ta nói muốn, vậy thì nếu muốn kiếm tiền, bạn phải cam kết với tôi học đó, thay đổi, sẵn sàng thay đổi đấy. Như Phạm Thị Duyên nhớ là em biết tiêu chí con tàu vàng anh vừa nhắc rồi đúng không? Xem rồi, nghe rồi. Đấy, em nhớ rồi, tiêu chí thứ nhất là gì? Tiêu chí thứ nhất của con tàu vàng là gì? Có vào Zoom học hỏi kiến thức, trải nghiệm sản phẩm này. À, vậy thì chắc là vào muộn rồi đúng không? Em vừa muộn, em vào sau một chút. Đúng rồi, đúng rồi, vào sau một chút. Vậy thì bây giờ tìm con tàu vàng như thế nào? Bạn Kim Thoa nào? Nhắc cho giúp bạn Huyền Duyền vào muộn một chút. Tiêu chí của con tàu vàng như thế nào? Kim Thoa mở mic đi. Kim Thoa thị trường, em giới thiệu nào, em tên tuổi bao nhiêu tuổi, đang làm bảo vệ bỉm sữa. Mở mic đi. Hello chị Thoa. Ủa, em mở rồi mà. Rồi, em nói đi. Em Lô Thị Thoa, năm nay em 32 tuổi. Em hiện đang sinh sống ở Long Mỹ, Hậu Giang, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Được rồi. Em nhắc cho tiêu chí con tàu vàng. Tiêu chí con tàu vàng đâu ta? Một là gì? Đâu rồi? Mất tiêu. Vừa ghi mà mất tiêu rồi. À đây đây đây. Okay. Chúng ta phải là ba, có ba tiêu chí. Rồi. Là sẵn sàng thay đổi. Đúng rồi. Chủ động về tài chính, khao khát làm giàu bằng cách xây dựng hệ thống kinh doanh để thu nhập. Chủ động. Đúng rồi, tuyệt vời quá. Hai là chủ động công việc, sắp xếp những công việc trước để mình vào Zoom mình học. Tức là cái tiêu chí thứ hai là chủ động về công việc. Công việc về đội nhóm này, công việc về gia đình này, mọi thứ công việc, tức là chúng ta phải chủ động về công việc của chúng ta. Đúng rồi. Tiêu chí thứ ba là chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề cá nhân. Đúng rồi. Nghĩa như là mình bắt buộc tự chịu trách nhiệm về giải quyết vấn đề cá nhân. Đúng rồi. Dạ. Các cái vấn đề cá nhân của chúng ta phải tự chịu trách nhiệm, không phải là người hướng dẫn. Ở trong kinh doanh này cũng vậy, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Và trong cái kinh doanh này thì chúng ta lưu ý là không cho vay mượn sản phẩm, vì chúng ta ở xa mà chúng ta không biết là như thế nào cả. Đúng không ạ? Để làm sao mà tốt nhất là không cho vay mượn tiền, không cho vay mượn sản phẩm. Đúng không ạ? Đấy, cái đấy lưu ý nữa như vậy. Còn Duyên nhá. Dạ vâng. Để chủ động mọi công việc thì chúng ta phải nên như vậy. Đấy. Thì bạn Duyên xem những người của bạn đã mở thẻ, xem là đã là con tàu vàng hay con tàu bạc chưa? Vâng. Duyên hình dung chưa? Vâng. Đấy. Thế thì con tàu bạc cần như thế nào thì chắc chắn là Duyên cũng mới vào cũng chưa biết đúng không? Duyên biết con tàu bạc như thế nào chưa? Vâng, nãy em vào con tàu bạc. Vào rồi đúng không? Vào đấy con tàu bạc rồi đúng không?
Vâng, từ chỗ con tàu bạc là em được xem. Rồi, vậy thì Kim Thoa nhắc lại cho bạn Hiền biết xem là con tàu bạc là như thế nào. Trời, con tàu bạc ở đâu ta? À đây. Là con tàu bạc là tập trung tuyển dụng. Đâu ta? Mở chưa? Là tập trung tuyển dụng. 80% thời gian dành cho con tàu vàng và 20% còn lại. Đấy là ghi chú mà, đấy là ghi chú mà. Đúng rồi. Con tàu bạc ở dưới. Đó. Là cần có thời gian nhắc lịch học, gửi tin nhắn, gọi điện kiểm tra coi họ có lên Zoom, và sau khi sau học xong thì hỏi bạn cảm nhận như thế nào về buổi học hôm nay. Không nghe thấy gì, để em vào lại nha. Anh Huynh chưa mở mic. Anh Huynh chưa mở mic. À, bây giờ bạn Lan Anh nhắc lại con thế nào là con tàu bạc. Xin chào tất cả các anh chị trên Zoom. Con tàu bạc là mình là cần có thời gian để chuyển đổi từ 3 đến 6 tháng để tạo thành thói quen. Đấy là lời nhắc. Đấy là cái... đấy là lời nhắc. Đấy. Thế con tàu bạc như thế nào? Cảm ơn bạn Lan Anh. Xin mời Tuấn Linh xem là nhắc lại con tàu bạc là con tàu như thế nào. Em xin lỗi, đang ấy có cuộc điện thoại nên nó không nghe được thấy gì đấy. Vâng, Tuấn Linh nhắc con tàu bạc là con tàu như thế nào? Là người như thế nào? Em chia sẻ con tàu bạc là những người họ vào đây họ làm theo kiểu là được trang ngay chứa làm không nghiêm túc ấy. Làm lúc có nghĩa là như thời tiết ấy, lúc vui thì làm, mà lúc buồn thì là tụt cảm hứng thì không làm. Đúng rồi, người ta nhìn thấy cơ hội rồi đúng không? Vâng. Nhưng người ta chưa tập trung. Dạ vâng. Đấy, đấy là những người mà gọi là con tàu bạc. Vậy thì mình cần chuyển đổi từ con tàu bạc sang con tàu vàng, nó phải có thời gian. Đúng không? À. Quan trọng là chuyển đổi, đúng không? Cái chuyển đổi rất quan trọng. Chuyển đổi từ con người sao ạ? Nhút nhát thành con người bạo dạn. Chuyển đổi từ con người mà không học, không hay học Zoom thì thành những người mà chăm chỉ học Zoom. Chuyển đổi con người từ con người nhỏ thành con người khổng lồ. Ví dụ như là chuyển đổi từ con người mà yêu thích thu nhập 10 triệu lên yêu thích thu nhập 20 triệu. Đấy. Chuyển đổi từ con người mà bây giờ mục tiêu là có ô tô chẳng hạn. Đấy. Chuyển đổi từ con người mà thích thu nhập thụ động chẳng hạn. Đấy thì chúng ta chuyển đổi. Chúng ta cần có từ 3 đến 6 tháng để chuyển đổi con tàu bạc sang con tàu vàng. Thói quen, có thói quen đi thực hiện, để có thói quen tiếp xúc với người lạ, phải có thói quen của người giàu ấy, tập thể dục. Đấy, phát triển bản thân nó chỉ có vậy thôi. Thói quen tập thể dục hàng ngày, thói quen là dùng sản phẩm đúng đủ đều. Thói quen là đọc sách về phát triển cá nhân và kinh doanh. Đấy, chuyển đổi từ cái người con tàu bạc thành con tàu vàng. Vậy thì bạn Duyên nhớ là nhắc đội ngũ, nếu chỉ cần 3 ngày không học, Duyên ơi, chỉ cần 3 ngày không học, nhắc lên Zoom không học, đúng không, không hành, thì chuyển thành là từ con tàu bạc thành con tàu gì? Con tàu tàu rỗng. Đấy. Vậy thì em còn mất thời gian với con tàu rỗng không? Em không. Đúng rồi. Em tập trung tuyển dụng thật nhanh cho anh, những người làm việc. Dạ. Chia sẻ dạ. Những người làm việc. Nếu người ta không làm việc thì chia sẻ về sức khỏe, chia sẻ sản phẩm luôn. Và dạ. Nếu người ta bảo là người ta mua để uống thì bán cho họ luôn. Đấy. Dạ. Còn nếu người ta mua để người ta bán thì mở thẻ cho người ta bán. Đúng không? Dạ. Dạ. Đấy. Đấy. Thì chúng ta tập trung vào những con tàu vàng, con tàu bạc. Còn con tàu rỗng thì nếu mà mình cứ đuổi theo con tàu rỗng nhiều thì mình hụt hơi. Và nếu mà những người mà đi tìm bệnh nhân nhiều ấy, vì bệnh nhân người ta là con năng lượng âm, người ta kéo mình xuống. Đúng không ạ? Đấy. Chia đi, cái công việc của chúng ta là công việc là yêu sản phẩm, yêu công ty, yêu đội ngũ, yêu bản thân chúng ta, yêu đội ngũ, yêu những cái công việc chia sẻ nào. Đằng nào cũng sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe và cộng đồng.
nhưng mà chúng ta chăm sóc một cách làm sao được nhiều người hơn, là cứ dùng sản phẩm này là khỏe rồi. Vậy thì tìm những con người sẵn sàng thay đổi con tàu vàng đấy, và không đi tìm bệnh nhân. Còn đương nhiên những ai cam kết dùng sản phẩm đúng liều, chúng ta vẫn cho dùng bình thường, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta phải trung thực, nói nó là thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ không dùng từ thuốc ở đây nhá. Vâng vâng. Đấy, không được dùng từ thuốc ở đây, vì chúng ta hiểu bản chất là chúng ta thừa biết là nó làm từ đông y rồi, làm từ các cây cỏ thảo dược thì gọi là đông, riêng Việt Nam gọi là đông y thôi, còn ở nước ngoài nó gọi là thực phẩm từ lâu rồi, đúng không ạ? Thực phẩm chức năng Siri là được chiết xuất từ thức ăn ăn kiêng. Chúng ta có hiểu cái này không ạ? Rất là nhiều người chưa hiểu cái vấn đề này. Em thì hiểu. Em chưa hiểu à? Em hiểu, nhưng mà cái hệ thống bên dưới em họ chưa hiểu. À đấy, bây giờ anh chia sẻ cho nốt cái vấn đề này, chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nhé. Rất là ngắn gọn thật đấy. Anh ơi, em xin hỏi về cái sản phẩm dùng trong xương khớp rồi ấy đâu anh? Được rồi, hỏi cái đấy thì nó đã có catalog rồi mà em. Chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng có catalog rồi mà. Vì cái trường hợp này của chị gái em thì em muốn nhờ anh tư vấn ạ. Rất là dễ thôi. Đây này, thế nào là thực phẩm chức năng và thế nào là thuốc đây này. Thì bây giờ hình vẽ cho màn hình nhá, để mọi người ghi lại này, mọi người cũng vẽ theo này. Anh ơi, xương khớp này, xong lại dạ dày này, xong lại mỡ nhiễm máu này. Còn cái đấy thì nó quá dễ. Thanh lọc năng lượng cân bằng hôm trước nói cho em rồi mà. Đây này, thế nào là thực phẩm? Đây là thức ăn này. Thức ăn này, đây là thuốc tây này. Đấy, đây là thuốc tây. Đấy, thức ăn này là thức ăn kiêng nhá. Đấy. Thức ăn kiêng. Thức ăn kiêng tức là sao? Thức ăn kiêng tức là rau củ quả thôi. Đấy. Đúng không ạ? Đấy, hay là những gì lành, đúng không ạ? Thức ăn kiêng. Đấy, thế thì thực phẩm chức năng nó nằm ở đây này, nằm ở giữa này, nằm ở giữa thuốc tây và thức ăn kiêng. Thuốc tây chúng ta biết rồi, nó có tác dụng phụ và nó có gì ạ, còn rất là hại nếu uống sai, oxy hóa nhanh, uống sai đúng không. Còn thức ăn kiêng thì chúng ta ăn kiêng, chúng ta thức ăn sạch ấy, đúng không đấy. Còn thực phẩm chức năng thì họ chiết xuất giữa thuốc tây và thức ăn kiêng, nó nằm ở giữa đây. Vậy thì sản phẩm của chúng ta là có những dòng sản phẩm nó nằm sát với thuốc, ví dụ bộ ba thanh lọc này, đúng không ạ? Ví dụ như Formula 4 này, nó nằm sát bên này. Đấy. Ví dụ như sản phẩm cảm nhận nhanh, ví dụ như vậy, sát với thuốc Formula 4 của ba thanh lọc, Vitagenium, những cái dòng khoáng chất. Đấy. Những cái dòng giảm mỡ máu, thì nó uống thì nó giảm mỡ máu trong máu mà. Đấy. Còn một số cái dòng sản phẩm nó nằm ở giữa này. Đấy, sản phẩm CB chúng ta nó là nằm ở giữa thức ăn kiêng và thuốc tây. Đấy. À, chúng ta hiểu rõ chưa? Đây là CB. Đấy. Chúng ta hiểu rõ thế nào là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của CB chưa? Rồi. Đấy, đơn giản chưa? Rất là đơn giản. Thế bây giờ còn cái câu hỏi của bạn Duyên ấy thì về xương khớp, về mỡ máu các thứ, thì về phụ nữ thì đơn giản không có gì đâu. Bây giờ tuyến giáp này. Em hỏi cái gì, là một người như thế nào, bao nhiêu tuổi nào? Chị gái em sinh năm 66 mà bị u tuyến giáp này, biểu cổ mổ rồi này. Rồi. Lại xương khớp bị gai đốt cột sống này. Là nữ này. Nữ ạ. Nữ nhá. Bao nhiêu tuổi? Chị 66 thì năm nay mới là sinh năm 66 á? Vâng. Ừ. Thì chưa đến 60. Vâng, hơn 50. Đúng rồi. Cho 55 đi. Vâng. U tuyến giáp này. U tuyến giáp. Biếu cổ thì mổ rồi anh ạ. Rồi, đây là biếu cổ đây. Mỡ máu nhiễm gà. Mỡ máu nhiều này. Xương khớp này. Xương khớp thì bị vô gai rồi. Gai đốt cột sống rồi. Còn cái gì nữa không? Dạ dày nữa anh ạ. Rồi, tiêu hóa này. Vâng. Đấy, vậy thì có 3 vấn đề. Một là vấn đề u mổ rồi đúng không? Vấn đề thứ hai là vấn đề xương khớp. Vấn đề thứ ba là mỡ máu và tiêu hóa đúng không? Bốn là dạ dày. Tiêu hóa nó là dạ dày cần gì? Đường tiêu hóa dạ dày gì đúng không? Vâng. Lần sau không được hỏi anh về phác đồ nữa nhá. Vâng. Lần này anh hướng dẫn luôn đây này. Vậy thì bây giờ em cho dùng thanh lọc dùng cái gì? Pho 4, bộ 3 thanh lọc. Đây, thanh lọc đây. Thanh lọc là Limphosan đúng không? Vâng. Limphosan, bộ 3
Còn một dòng sản phẩm thanh lọc nữa là dòng phẩm gì? Em chỉ biết là bộ ba thanh lọc với cả pho 4 ấy. Thế trà thanh lọc là cái gì nữa? À trà thanh lọc về cái tên là gì? Trà tê, trà nu. Trà tê. Trà ngủ á. Trà tê và trà nu nhá. Vâng. Vậy thì cho chị dùng trà nu. Được chưa? Vâng. Đấy, Limbusan 2, bộ 31, trà nu 2. Đấy. Vâng. Vậy bây giờ năng lượng của chị. Năng lượng. Sản phẩm năng lượng. Thì em đọc cho anh ghi đi. Amphi Magie, vitamin siêu vitamin cái loại 1,7 triệu đấy, đúng không anh? Đấy là dòng cân bằng. À. Em chưa thuộc cái chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng à? Cái cân bằng thì bây giờ anh hỏi em dòng năng lượng có sản phẩm gì? Em còn chưa thuộc hết. Đấy. Chúng ta là những con tàu vàng mà, cho nên là phải biết cách phối sản phẩm cho bản thân chúng ta, cho người khác nữa chứ. Dựa vào cái thanh lọc năng lượng cân bằng mà làm. Đây là thanh lọc, đây là năng lượng rồi. Năng lượng thì có sản phẩm nước và sản phẩm viên. Thì em nói sản phẩm nước là sản phẩm gì? Nước có cái gì chai chai bên một cái xịt. Em biết là một cái ấy, nhỏ vào lưỡi một cái xịt. Conergy và Adaptovit. Rồi. Vậy thì bây giờ chị này thì dùng sản phẩm với bóc đi. Đúng không? Chị bị tim mạch này, bị xương khớp này, bị tiêu hóa này. Sản phẩm bóc, sản phẩm về bóc có cái nào về xương khớp không? Không đúng không? Bóc thì không, anh thấy chỉ có cảm cúm với lưu thông mỡ máu, máu. Mỡ máu thì cho chị dùng cái Step Up anh. Mỡ máu mà. Mỡ máu dùng cái sản phẩm về Step Up cũng được, hoặc là về Omega 3. Omega Equibox về anh. Ừ, đây, bây giờ năng lượng này. Năng lượng của chị cho chị dùng pho 4. Pho 4 là chống oxy hóa. Đây, cái năng lượng của chị cho dùng tạm thời cho dùng pho 4 này. Chị có khối u. Đúng không? Đúng ạ. Rồi, chống oxy hóa thì pho 4 nó là chống oxy hóa đấy, nhưng mà đây dùng Vita Zecmanium. Vita Zecma. Đúng không? Vâng. Đấy. Đấy, xong rồi về xương khớp, về tiêu hóa thì trong khoáng chất thì dùng canxi, đúng không? Vâng. Canxi, magie và logo. Đấy. Dùng như vậy là được rồi đấy. Về cái pho 4 nghe 1 tháng bao nhiêu vậy anh nhỉ? Tiêu hóa thì có Limbusan rồi, pho 4 cho tiêu hóa rồi, đúng không ạ? Về các khối u thì đã có pho 4, có Vita Zecmanium chuyển hóa rồi. Về mỡ máu thì đã có canxi. Về mỡ máu có Limbusan này, rồi là trà nu nó cũng đào thải được này, gan thận rồi, đúng không ạ? Vâng. Omega 3 dầu lanh nữa, hoặc là buôn bắp nữa. Đấy, một người mà bị nhiều vấn đề sức khỏe, chúng ta phải dùng cho dùng thanh lọc này, dùng năng lượng này, cân bằng này, có ba thứ vậy thôi. Em hình dung chưa? Đấy, nếu mà của em, đấy là chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng cũ. Còn bây giờ dùng cái chương trình ngắn này. Bây giờ mọi người để ý dùng chương trình ngắn cho chị này, chương trình ngắn gọn nhá. Vâng. Để combo danh nhân. Combo danh nhân. Một là siêu vitamin. Đúng không? Vâng. Hai là pho 4. Hai lọ. Cái siêu vitamin 1 thôi nhỉ anh nhỉ? Siêu vitamin 1, pho 4 hai lọ. Đúng không? Vâng. Trong cái ba cái siêu vitamin thì em thấy cái siêu vitamin là cái siêu vitamin khác chứ. Cái mắt não là Neurovision khác chứ. Cái stress đây có khác. Cái này là siêu vitamin 1,265,000. Vâng. Rồi màu vàng nhá. Ok. Đây rồi. Có 42 lọ. Được chưa? Vâng. Ừ. Vâng. Rồi. Về Limbusan. Đấy. Và trà. Còn trong này nó có canxi, có các thứ đầy đủ rồi đúng không? Ừ. Đấy, chúng ta dùng gọn gẽ như vậy thôi. Thế là bốn sản phẩm này thêm canxi magie nữa nhỉ? Thêm canxi magie càng tốt. Còn không, ở trong này nó có hết rồi. Trong này nó có hết rồi.
Em hiểu không? Nó có nghĩa trong cái bốn này là nó đã có canxi magie rồi ạ. Đúng rồi, nó có đầy đủ rồi. Nếu mà thêm canxi magie càng tốt, còn không thì trong này nó có rồi. Vậy đây là dùng gọn đấy. Vâng. Ngắn gọn mà dễ nhỉ anh nhỉ, dễ uống. Đấy. Thấy dễ không? Vậy bây giờ mọi người cần hỏi nữa không ạ? Vâng, em cảm ơn anh nhé. Đấy, đấy rất là đơn giản. Combo doanh nhân bây giờ ai? Ừ. Combo doanh nhân ai tính cho mình combo doanh nhân nào? Tuấn Tinh ơi. Có ai mở mic cho nói cho mình đi. Một là doanh nhân người ta dùng cái gì? Hai là doanh nhân tương lai. Đấy. Doanh nhân này thì gồm có vitamin, siêu vitamin này. Neurovision này. Đấy, pho 4 này. Vita này. Và nam thì dùng men bóc này, nữ thì dùng chronolong này. Đấy, đây là combo cho doanh nhân với cái hộp to đấy, đúng không ạ? Và doanh nhân tương lai thì bộ ba thanh lọc này, lim này, hay là những cái dòng bóc, đúng không ạ? Men bóc này, nữ thì chronolong này, đúng không ạ? Hoặc là những cái dòng sản phẩm cho tim mạch, pulse box này. Đấy, tức là 100 điểm. Đây là 2,6 triệu. Còn cái viết trên là 5,2 triệu. Đấy, mà bây giờ từ ngày 20 đến ngày 20 cuối tháng hay sao nhỉ? Nếu mà mua chương trình là 300 điểm thì được thưởng một cái Yogo đấy. Chúng ta có cái truyền thông đấy chưa? Có rồi ạ. Đấy. Đấy, thì đấy là cái cách mà tôi chia sẻ cho mọi người chiều nay. Chúng ta phải cần biết được là chính xác. Đấy, còn ai tư vấn viên trưởng thì Huynh sẽ tư vấn cho đơn giản. Để... Anh trở về cái màn hình lúc nãy cho em nhờ tí. Anh xóa rồi. Đấy. Xóa rồi, rất là dễ thôi mà, có cái gì đâu mà phải nhờ. Đây. Anh ơi, em hỏi thêm một tí. Ok. Lúc nãy anh có đọc cho em là thứ nhất là combo cái chương trình ngắn có nghĩa là combo doanh nhân cộng với 4 sản phẩm kia à? Hay là chỉ dùng 4 sản phẩm kia thôi? 4 sản phẩm ấy thôi. Em để thấy có chữ combo doanh nhân xong mới lại 4 sản phẩm kia thì em bảo không ạ. 4 sản phẩm ấy thôi nhá. Vâng vâng. Ừ. Mỡ máu thì cho chị dùng thêm cái mỡ máu cái omega 3 dầu lanh 264.000 hai hộp à. Vâng. Giảm mỡ máu, ok. Hoặc là trà tê, trà nu gì đấy. Trà nu có rồi anh ạ. Ừ. Bạn nào muốn tư vấn viên trưởng tháng này để đi leader game nào? Đây, leader game bạn ở Pháp chắc không về rồi, Malai thì không về được rồi. Đúng không ạ? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nên tư vấn viên trưởng nhá. Đấy. Tư vấn viên trưởng là được 10 triệu. Tháng này lên tư vấn viên trưởng được 10 triệu. Còn nhất là đội nhỏ của Huynh mà chưa lên chuyên nghiệp ấy, mà có ai tư vấn viên trưởng thì cần được thưởng cái chi phí đi leader game này. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là 3 đến 5 triệu, cho 5 triệu đi, cộng với 5 triệu. Cái này là promotion. Ví dụ như vậy. Xong là trong đó ai mà có 500 điểm một tháng thì lại được thưởng sản phẩm bóc nữa, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ làm thế nào được 5.000 điểm đây? Đấy. Hoa hồng được 10 triệu đây. Cái tháng này mà lên tư vấn viên trưởng thì nhiều có lợi lắm. Vậy thì chúng ta giúp trong đội ngũ chúng ta có một người K5, người K4, người K3, đúng không? K2, còn hai người K1, ví dụ như vậy. Người này là 2.500 điểm này. Tốt một người chúng ta có K5. Đúng không ạ? K4 là bao nhiêu điểm nhỉ cả nhà? K5 1.000. K5 là 2.500 điểm. K4 là bao nhiêu? 1.000 điểm vậy. À, 1.000 điểm. K3 là bao nhiêu? K3 là 500. K3 là 500. 500 này.
K2 là bao nhiêu? K2 là 300. 300, đúng không ạ? Còn người này là 200. Đây là 100, ví dụ như vậy. Đúng không? K2, K3, K4, K5. Và đây là K6. Vậy thì đây là 2.500 này, 3.500 này, 4.000 này. Đúng không ạ? Bây giờ còn lại nữa, ví dụ con tàu vàng thì cần mấy trăm? Con tàu vàng là mấy trăm điểm lên số cá nhân cả nhà nhỉ? Ai phát biểu? Con tàu vàng này phải là phải mấy trăm à? 2.500. Ai biết con tàu vàng là doanh số bao nhiêu tao? Bao nhiêu nào? Doanh số cá nhân bao nhiêu điểm nào? Có ai mở mic phát biểu con tàu vàng với số cá nhân bao nhiêu điểm? Anh Tam? Con tàu vàng với số cá nhân bao nhiêu điểm? Nam mở mic nào? Sao lại không mở được mic? Phương Thúy, con tàu vàng với số cá nhân bao nhiêu điểm? 500 điểm ạ. Đấy, con tàu vàng xuất hiện rồi đấy, đang bế em bé kìa, bà mẹ bỉm sữa kìa. Nha, cả nhà nhìn nhá. Đây, con tàu vàng doanh số cá nhân là 500 điểm, đúng rồi. 500 điểm thì bản thân gia đình chúng ta chỉ dùng 100 điểm thôi. Còn chia sẻ cho 4 người khác, mỗi người 100 điểm nữa, mua vào doanh số cá nhân của chúng ta. Đấy, chúng ta chỉ cần bán 400 điểm thôi. Thì đấy, thì chúng ta lên, là đây là 2.000... 3.000 này, chỗ này là 4.000 này, đúng không ạ? Và đây nữa là hơn 5.100 điểm rồi. Đấy, thì chúng ta chỉ cần giúp một người K5, một người K4, còn K3, K2 và doanh số cá nhân chúng ta 500 điểm nữa. Thì chúng ta có thu nhập 10 triệu tháng này và chúng ta lại còn có được đi tip the game miễn phí trong cái nhóm của chúng ta ở đây, đúng không ạ? Nhóm các tầng 1 mới của Huynh chưa có nhà tư vấn chuyên nghiệp. Chúng ta lại được thưởng, ví dụ như là doanh số cá nhân được thưởng một cái box 330.000, được thủ lĩnh quốc gia thưởng, thích lấy loại gì thì lại đẹp, đúng không? 330.000 có IQ box, có energy box, có gì ạ? Beauty box. Đấy, thích chọn cái box nào thì chọn. Và những người dưới này chắc chắn cũng có người 500 điểm chứ. Đấy, thì đấy là cái cách mà làm sao mà chúng ta lên tư vấn viên trưởng, đúng không ạ? Ok. Có ai muốn chia sẻ gì vui trong câu chuyện không? Bạn Thúy, bạn Thúy là một bạn gái ở Nam Định, ở Yên Nam Định. Bà mẹ bỉm sữa đang bế cháu thứ ba đấy. Đấy mà 500 điểm doanh số cá nhân tháng này đấy. Tháng trước bao nhiêu điểm Thúy ơi? Mục tiêu. Anh đang mở mic cho Thúy mà sao không mở được nhỉ? Thúy mở mic cho nào. Đấy, thủ lĩnh quốc đang kêu đấy. Cấu rồi, đang bị cấu rồi. Không sao.